trở lại, không biết thế nào đây. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái phần bài giảng lượng tử hôm trước. Tóm lược lại cái nội dung ngày hôm trước, chúng ta có nói về nguyên lý bất định, là cái nguyên lý đó là cái xương sống của cái vật lý lượng tử, đồng thời một số cái bài toán, một số cái ý nghĩa của nguyên lý bất định. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái bài giảng, nó sẽ hơi nặng nề một tí về mặt toán học. Cái bài giảng này nó là cái bài giảng mà ai phải trải qua khi học cơ học lượng tử thôi, và để hiểu được cái bài giảng này thì chúng ta có lẽ là sẽ phải phải đọc đi đọc lại sách nếu như ngày xưa. Còn bây giờ may quá thì cái học online này nó giúp cho các bạn có cái bài bài ghi, bản ghi, bản lưu, cho nên là các bạn có thể phải coi lại khoảng 1 2 lần gì đó thì nó có thể gọi là tường tận được ha. Thì tóm lược lại như này nè, chúng ta nói về nguyên lý bất định thì ngay trong cái ý nghĩa của nguyên lý bất định nó cũng cho chúng ta biết được rằng là cái việc mà xác định tọa độ, vị trí cũng như các cái tính chất, những cái thông số của đối tượng lượng tử như động lượng, tọa độ, nó luôn luôn là không có thể nào xác định. Chúng ta là tuần trước cũng có nói về một cái bảng so sánh giữa cái trường hợp của vật lý cổ điển và vật lý lượng tử, nó chính là gì? Nó chính là những cái yếu tố về tính liên tục và tính gián đoạn, những yếu tố về tính xác suất và tính định lượng. Đối với cơ học cổ điển, các bạn sẽ rất dễ dàng nói rằng tọa độ một điểm là bao nhiêu, vận tốc của một điểm là bao nhiêu, động lượng của điểm đó là bao nhiêu ở thời điểm đó, quỹ đạo của vật là đường nào. Như đối với vật lý lượng tử thì chúng ta chỉ có thể nói về rằng là vật nó đang ở trong cái khoảng delta x nào đó, x cộng trừ delta x nào đó, lúc đó vật đang có một cái động lượng là p cộng trừ delta p nào đó. Cho nên nó đưa đến cái khái niệm nó gọi là gì đó, nguyên lý bất định thay vì nguyên lý tất định trong cơ học cổ điển. Và sau đó thì để có thể gọi là mô tả gắn liền các cái trạng thái của vật với một dạng xác suất nào đó, thì người ta đưa ra một cái khái niệm hàm sóng. Nhắc lại một lần nữa nhé, hàm sóng không phải là hàm mô tả cái sóng vật chất mà chúng ta nói trong cái giả thuyết được rồi lượng. Hàm sóng nó là một mô tả toán học, bản thân nó chỉ là một mô tả toán học để chúng ta hỗ trợ một cách gián tiếp nói về cái thứ gọi là mật độ xác suất phát hiện vật với cái trạng thái nào đó, đối tượng lượng tử với cái trạng thái nào đó, như là tọa độ, động lượng, năng lượng, vân vân. Thì hàm sóng vì nó liên quan đến cái gọi là mật độ xác suất, mình trước có nói rồi ha, bình phương của hàm sóng nó chính là mật độ xác suất tìm thấy hàm với cái tọa độ và cái thời gian nào đó cho phép cho trước. Thì cái hàm sóng nó thực ra một hàm của không gian và thời gian, là trước có nói rồi đúng không, hàm của không gian và thời gian. Tuy nhiên là có cái bài toán mà chúng ta gặp ở trong cái phần phổ thông và đại cương thì thầy nhắc rồi ha, là cái giá trị của thế năng là một trong những cái mà nó gây khó khăn trong việc giải bài toán về hàm sóng, bài toán Schrödinger. Bởi vì phương trình Schrödinger thực ra nó là một phương trình vi phân, và nếu các bạn học qua toán rồi các bạn sẽ biết là phương trình vi phân thực ra là nó không có một cái lời giải chuẩn cho tất cả mọi phương trình, mà nó hay có cái khái niệm nó gọi là phương trình vi phân dạng chính tắc. Từ cái chính tắc đó mà cái phương trình vi phân các bạn lệch được một tí thì các bạn có thể đoán được dạng nghiệm. Thì cái nguyên lý về logic giải phương trình thì nó có hai ba cái logic khác nhau, nhưng mà tự chung lại thì nó có hai cái nguyên tắc thôi. Nguyên tắc thứ nhất là các bạn biến đổi phương trình đó, và nguyên tắc thứ hai là các bạn chỉ ra được một cái gì đó nó phù hợp, nó là nghiệm với phương trình. Chẳng hạn như chúng ta có một cái phương trình y bằng, giả sử một cái cách giải phương trình dạng cho phương trình cổ điển y bằng e lũy thừa x, và y bằng là một trên ví dụ như là một trên ví dụ như là e tôi xin lỗi một trên x gì đó chẳng hạn vậy, e lũy thừa x bằng một trên x chẳng hạn vậy. Để giải phương trình đó thì nó có một số cách, ví dụ như các bạn có thể đạo hàm hay tính toán gì đó phương trình đó, chuyển với đổi dấu gì đó. Cái phương án thứ hai á, là một một chia cho e lũy thừa x bằng một chia cho x cộng một. Ví dụ cái phương trình đó một e lũy thừa x bằng một chia x cộng một, thì cái phương trình đó nếu mà các bạn tìm cách biến đổi giống như cái cách mà chúng ta giải phương trình bình thường ha, để tìm ra nghiệm á, thì cái biến đổi nó cực kỳ khó luôn. Các bạn thử viết cái phương trình đó xuống các bạn sẽ thấy rất là khó để giải ra cái nghiệm phương trình đó. Nhưng mà bên toán học người ta có thể có một cách giải như này nè, e lũy thừa x là hàm tăng
1 chia cho x cộng 1 là hàm giảm. Vậy thì một hàm tăng và một hàm giảm, nếu nó cách nhau thì cách nhau tại một điểm. Xét bên trái một hàm, xét bên phải một hàm. Nếu nó cách nhau thì cách tại một điểm. Tức là nếu nó có nghiệm thì nó chỉ có một nghiệm. Và mình chỉ ra luôn x bằng 0 chính là cái nghiệm của phương trình đó. Như vậy phương trình vừa rồi có một nghiệm là x bằng 0. Thì đôi khi cái về mặt toán học người ta có thể giải phương trình theo kiểu đó. Thì đối với phương trình Schrödinger, cái hàm U là hàm thế năng của bạn, là một trong những hàm rất phức tạp. Lần trước con cho ví dụ rồi. Nếu các bạn chỉ có một electron và một proton trong nguyên tử hydro, thì cái thế năng tương tác giữa proton với neutron thực ra nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp. Mà nếu chúng ta còn dùng luôn cả cái mô hình của Bohr, thì cái thế năng đó nó rất là đẹp. Nó không có bị ảnh hưởng bởi thời gian, cơ bản là như vậy. Nhưng nếu như chúng ta xét cái electron trong cái nguyên tử vàng thử xem, thì electron trong nguyên tử vàng nó có rất nhiều cái electron xung quanh nó. Nó cũng có rất nhiều proton trong hạt nhân. Và phân bố proton hạt nhân các bạn không chắc chắn. Phân bố electron trên ngoài vỏ tại thời điểm đó electron khác đã nằm ở đâu, các bạn cũng không chắc chắn. Cho nên cái thế năng tương tác điện giữa cái electron các bạn đang khảo sát và những cái đối tượng còn lại cũng nhiễm điện là một bài toán nó vừa phụ thuộc vào tọa độ và nó vừa phụ thuộc vào cái thời gian mà các bạn đang khảo sát. Và đương nhiên là cái phương trình đó nó không tường minh, cái thế năng đó nó không tường minh, nó không rõ ràng. Nên các bạn muốn giải nó là giải gần như không thể giải được, bởi vì đơn giản là cái hàm thế năng đó các bạn không có tường minh, hoặc là ít ra thì nó thuộc cả vào không gian lẫn thời gian mà các bạn đang khảo sát. Do đó cho nên á, trong cái bài toán về phần đại cương á, khi người ta đưa cho các bạn một số cái bài toán thì người ta sẽ giúp cho các bạn đơn giản hóa vấn đề. Mà thực ra phần lớn các bài toán về giải phương trình Schrödinger, kể cả trong những luận văn tiến sĩ, thì người ta cũng sẽ tìm cách để người ta đơn giản hóa cái hàm thế nào bằng một cái phương trình hoặc một cái công thức gần đúng nào đó. Thì đối với đại cương các bạn chỉ giải có 2-3 cái trường hợp thôi, nó rất là đơn giản, nó không có quá phức tạp. Nên chúng ta sẽ thử ví dụ như một bài tập nhỏ nói về cái ý nghĩa của cái mật độ xác suất này, là cái bài tập như thế này. Người ta cho các bạn một hàm luôn, hàm sóng luôn, tức là người ta giả thuyết một cái bài toán mà nó có một cái hố rất là sâu và thế năng trong hố này bằng không, thế năng ngoài hố này là vô cùng, và cái hàm chúng ta vì thế không thể tồn tại ngoài hố được, tại vì ngoài này nếu tồn tại thì nó thế năng là vô cùng. Cho nên năng lượng của nó là vô cùng, không tính. Trên hạt chỉ có thể tồn tại được từ 0 đến L. Thì cái bài toán thứ nhất phải là tìm được cái phương trình sóng, hàm sóng, phương trình hàm sóng của cái hạt. Bây giờ người ta không cho các bạn cái phương trình hàm sóng đó, người ta không cho bắt các bạn tìm. Bài này đơn giản thôi, là cho các bạn luôn cái hàm sóng đó là hàm như thế này. Với A là một số nào đó, tí các bạn sẽ tính được A. Tí nữa chúng ta sẽ giải một bài tập để các bạn tính được A. Nhưng mà người ta cho luôn các bạn dạng hàm sóng như thế này. Và câu hỏi này rất là đơn giản thôi, là xác suất tìm thấy hạt ở vị trí nào là cao nhất. Thì xác suất tìm thấy hạt đó, nó tương đương với cái này. Psi bình phương là mật độ hàm sóng nhân với vùng thể tích mà mình đang khảo sát quanh cái điểm đó. Thì cái vùng thể tích này nè, ở trong cái bài toán này, bài toán một chiều, hạt chúng ta chỉ tồn tại trên trục x thôi. Cho nên đó, thay vì dv thì chúng ta viết thành dx. Chúng ta giả sử chúng ta chia cái vùng nó thành rất là nhiều cái dx giống hệt nhau nha. Chúng ta khảo sát thì thực ra cái giá trị xác suất nó sẽ lớn nhất khi cái bình phương hàm sóng này là lớn nhất, tức là cái mật độ xác suất tìm thấy hạt là lớn nhất thì là được. Cho nên cái bài toán này á, người ta hỏi là xác suất tìm thấy hạt ở vị trí nào sau đây là lớn nhất, thì thực ra người ta đang muốn các bạn khảo sát cái cực trị của cái bình phương hàm số này. Cực trị bình phương chứ không phải là cực trị của hàm số này. Cực trị của cái bình phương này cực đại. Thì ý nghĩa của nó rất đơn giản thôi, các bạn bình phương này lên và các bạn tìm cách cho nó cực đại. Thì cái này mà bình phương đến A là một thằng số bỏ qua đi ha, thì nó sẽ lớn hay nhỏ là do cái sin bình. Sin bình cực đại thì bằng 1, các bạn giải bài toán đó thôi. Cho sin bình bằng 1 thì các bạn sẽ tìm ra được. Đây ha, các bạn viết ra cái phương trình của mật độ xác suất, và sau đó các bạn tìm cái cực trị liên quan đến hàm sin thôi, bởi vì A là thằng số. Thì cực trị của hàm sin ứng với sin bình bằng 1. Sin bình bằng 1 thì sin có thể bằng 1 hoặc trừ 1. Thì chúng ta tìm ra được mấy điểm này, 0, pi trên 2, pi. Nhưng mà đây thì là cực trị thôi nha. Cực trị thì các bạn đảo hàm xuống bạn cho bằng 0 thôi. Thì sin bình đảo hàm xuống thành 2 sin cos. 2 sin cos thêm cái pi bình phương, đảo hàm cho x. Mà. Thêm cái pi trên l nữa thôi. Pi trên l thì nó cũng là hàm số rồi. L là cái bề rộng của cái tường, bề rộng của cái hố. Thì chúng ta tìm ra được ba nghiệm, cho hai cái này nhân nhau bằng không thì các bạn tìm được ba nghiệm. Thì ba nghiệm đó là
cực đại hay là cực tiểu, thì các bạn phải xem xét thêm một cái đạo hàm bậc hai nữa, xem xét thêm đạo hàm bậc hai nữa, khảo sát xem là đạo bậc hai phương trình đó thì ứng với ba cái giá trị x đó, thì giá trị nào là đạo hàm bậc hai âm, thì nó ứng với trường hợp của cực đại. Thì cái bài này á, về nguyên tắc giải thì nó là dễ, nó chả có gì khó đó. Giải ra ba nghiệm nhưng mà các bạn chỉ đấy là một nghiệm thôi, tại vì chỉ có một nghiệm là cực đại, còn hai cái nghiệm hai bên này ứng với cực tiểu. Thì cái kết quả này thú vị như thế này các bạn, đó chính là các bạn tưởng tượng giống như một cái chìa khóa nó rơi xuống cái hố, thì cái chìa khóa có xác suất nằm ở đâu trong cái hố, thì các bạn nghĩ là ok tại mép hố, hai bên mấy cái mép hố, nếu mà xét cái mặt cắt là đường kính của cái hố, thì các bạn nghĩ rằng là hai cái điểm ứng với hai cái thành hố thì xác suất của nó chắc cũng giống như xác suất ở những vùng xung quanh thôi đúng không? Thì chúng ta nghĩ trong bài toán cái chìa khóa rơi xuống hố là như vậy. Nhưng cái bài toán này nếu mà chúng ta giải ra với thế số vào, nó phát hiện ra rằng là hai cái chỗ vị trí của hai cái hố này, hai cái mép hố này thì nó lại bằng không, cái mật độ xác suất tìm thấy hạt nó lại bằng không. Thì các bạn thấy x bằng không, các bạn thấy này, x bằng không thì bản thân cái này bằng không, thì mật độ xác suất tìm thấy hạt bằng không, tức là các bạn sẽ không tìm thấy hạt ở mép hố. Rất thú vị đúng không? Hạt tồn tại trong hố nhưng mà các bạn sẽ không tìm thấy hạt ở mép hố. Tại sao? Thực ra cái này có thể rất là dễ hiểu khi chúng ta áp dụng cái điều kiện về liên tục. Cái hàm sóng các bạn á, ở ngoài hố này, cái xác suất tìm thấy hạt là bao nhiêu? Là không. Đơn giản vì sao? Bởi vì ngoài này có thế năng hiện nay người ta đang cho là vô cùng, ngoài này cũng vô cùng. Cho nên nếu chúng ta khảo sát cái điều kiện liên tục ngay tại điểm O, thì hàm sóng từ bên này tiến sang thì phải bằng cái hàm sóng từ bên này tiến sang, bởi vì nó phải liên tục. Mà hàm sóng từ bên này tiến sang ứng với mật độ xác suất bằng không thì bản thân cái hàm số nó phải bằng không, bởi mật độ xác suất là hàm số bình phương. Thì bình phương bằng không tức là hàm số bằng không. Thì hàm bằng không từ bên trái sang, vậy thì bên phải sang cũng phải bằng không, thì nó mới liên tục ngay tại điểm O được. Nhắc lại nha, cái điều kiện liên tục trên toàn không gian của cái hàm sóng là phải thỏa mãn. Cho nên ngay tại O này, hàm sóng chắc chắn phải bằng không. Và ngay tại L này cũng vậy, từ bên phải tiến sang là bằng không, vì ngoài này thế năng lượng vô cùng. Thì từ bên trái tiến sang cũng phải bằng không. Cho nên nó giống như trường hợp nếu các bạn rơi một cái vật xuống giếng và các bạn phát hiện ra không bao giờ nó ở ngay mép giếng này. Và cái chuyện này trong cái đời sống của vật lý cổ điển đó, là chuyện không có thể nào tưởng tượng được đúng không? Không thể nào tưởng tượng được. Tại sao cái chìa khóa rơi xuống giếng lại không bao giờ có thể nằm cái mép giếng? Nhưng mà đối với một cái hạt bị nhốt trong một cái hố thế với không gian bên ngoài thế là cao vô cùng thì nó lại có cái chuyện đó. Thì khi mà chúng ta giải ra nó sẽ có cái đáp án là B. Đã, ứng với là chìa 2. Đây, mật độ hàm sóng sẽ được đại. Mật độ hàm sóng sẽ được đại. Cái số 1 đây không phải là 1, là bình phương bằng 1. Cái số 1 đây là nó gọi là nominator. Trong vật lý thì nó, trong vật lý nó nên rất hay có cái số 1 trên cái đồ thị hàm số. Thì mà nói đến cái giá trị xác suất là nó gọi là gì? Nó chuẩn hóa về, tức là lấy giá trị cao nhất là 1. Thì những giá trị khác, ví dụ ở đây thực ra xác suất của nó, mật độ xác suất của nó ứng với là ví dụ như là cần một cái đoạn dx rất là bé 0.01 nanomet, xác suất chỗ này có thể là 50%. Thì con số chỗ này nó không phải là số 1 đâu, nó là con số gì đó để nhân với 0.1 nanomet ra là 50%. Nhưng mà người ta lấy điểm cao nhất này người ta gọi là 100% là 1. Thì những cái điểm khác, giá trị khác thì người ta nominate nó về cái này, nó gọi là chuẩn hóa nó về con số 1 để cho nó dễ biểu diễn hơn trong cái đồ thị, đỡ phải viết con số nó quá lớn. Ví dụ các bạn thấy vô, các bạn sẽ tạo con số ví dụ L khác nhau, P khác nhau, các bạn sẽ có con số này ví dụ 33.1, 50.2. Nhưng mà nếu gọi vẽ một đồ thị từ 0 đến 33.1 hay 50.2, mấy con số này lẻ lắm. Thì thường người ta lấy con số cao nhất của hàm số, người ta lấy nó bằng 1 luôn. Thì mấy con số kia người ta tính lại theo tỷ lệ, thì người ta có cái đồ thị dạng như thế này. Cái loại đồ thị này người ta trong vật lý dùng khá là nhiều, nó gọi là đồ thị sau khi chuẩn hóa rồi. Và nếu mà các bạn học về dữ liệu, học về data hay là học về các khái niệm liên quan, bây giờ có cái nghề nó rất là được trải ngộ rất là cao, data engineer với data scientist, thì cái dạng mà đưa ra cái nó gọi là chuẩn hóa cái dữ liệu như thế này là nhiều lắm nha, rất là nhiều nha. Chứ người ta không có đưa ra cái dữ liệu về con số cụ thể, ví dụ như là số người mua tiki trong buổi sáng khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ trưa ngày thứ hai chẳng hạn, thì nó sẽ thay đổi theo ngày, theo tháng, theo năm.
Nhưng mà thường là cái đó là cái giai đoạn peak, nó là cái đỉnh của cái phân bố dữ liệu data trong tuần về cái lượng mua, thì người ta gọi cái số cao nhất của cái giờ đó, cái số cao nhất của cái giai đoạn đó người ta gọi là L1. Thì tất cả những con số của những cái giờ khác thì nó quy về con số đó để người ta tính cái đồ thị của bạn. Khi mà visualize lên để show cho khách hàng coi thì người ta cũng hay dùng cái dạng dữ liệu được chuẩn hóa như này, nó sẽ làm gọn dữ liệu hơn mà nó làm cho cái hàm số của bạn nó không bị ra khỏi cái. Ví dụ như sau này các bạn học lập trình thì các bạn biết là có một số cái lập trình đôi khi cái biến các bạn giải ra nó rất là lớn, nó lớn đến mức nó ra ngoài khỏi cái giới hạn của cái loại biến mà các bạn gọi biến là integer hay các bạn gọi biến là float. Thì đôi khi các bạn sẽ có những cái giá trị giảm giải ra cái biến, cái giá trị biến thực ra nó sẽ rất là lớn, lớn ngoài cái giới hạn của float luôn, ngoài cái giới hạn của integer luôn. Thì đến lúc đó các bạn sẽ rất là khó khăn, bởi các bạn không biểu diễn được cái số ra nữa. Người ta có nhiều cách lắm. Cách thứ nhất là người ta nominate từ lập trình ra. Cách thứ hai á, là người ta dùng cái giá trị logarit của cái biến, lấy log của biến. Thì con số dùng 1 triệu lấy log xuống thì còn có bao nhiêu đâu. Thì từ cái chỗ mà viết cái rất nhiều con số thì các bạn đưa cái giá trị log về thì nó sẽ nhỏ cái giá trị log, kiểu như thế. Thì cái dạng đồ thị này các bạn sẽ gặp rất là nhiều trong đời sống kỹ thuật các bạn. Dạng dữ liệu mở đó người ta lấy cái cực trị của hàm, cực đại của hàm là một. Thì cái bài này các bạn có thắc mắc gì không nè? Có thắc mắc gì không nè? Bài tập vừa rồi có thắc mắc gì không các Hello. Hello. Theo kịp không mấy đứa? Theo kịp không? Dễ kịp thầy. Cái bài tập này bài tập một cái bài tập dễ nhất của cái phần này thì người ta có thể chọn cái bài. Bây giờ chúng ta nói về phương trình Schrödinger ha. Đây là cái dạng thức cơ bản của phương trình Schrödinger. Trong đó V này chính là thế năng, phải biết cái ký hiệu khác đó. Đôi khi người ta gọi là U, đôi khi người ta gọi là V. Các bạn đừng có quan tâm nó viết là cái gì, ký hiệu là ký hiệu đúng không? Ký hiệu thì bạn muốn gọi là cái gì cũng được, trong khoa học là vậy thôi. Nhiều bạn đi thi nó hay thắc mắc là tại sao thầy lại viết dx là vector, tại sao thầy lại viết là v là thế năng mà không phải là u, tại sao thầy lại viết điện thế là u mà không phải là v, kiểu kiểu vậy. Cái ký hiệu mà quan trọng bản chất nó là cái gì thôi, đúng không? Ví dụ các bạn mà nghiên cứu về sinh học, các bạn tìm được một cái loại vi khuẩn gây ra lở loét đúng không, gây lở loét gây ra bệnh tật, các bạn lấy tên thằng người yêu cũ các bạn đặt cho nó, đặt cho con vi khuẩn đó. Ví dụ vi khuẩn đó là người yêu cũ của Trúc chẳng hạn, vậy version 1 chẳng hạn, vậy kiểu kiểu như thế. Thì cái tên nó không có quan trọng, cái quan trọng là con virus nó có yếu tố gì thôi. Cái chữ V này là hàm thế năng. Thì cái phương trình Schrödinger dạng thức chuẩn đôi khi các bạn gặp nó sẽ hay như thế này. Cái toán tử này các bạn học đọc rồi nhá, đến Maxwell nó là đạo hàm bậc hai theo ba cực tọa độ d bình trên dx bình, d cộng với d bình trên dx bình cộng với d bình trên dz bình của cái hàm của C. Nhìn thì nó hơi phức tạp, tí chúng ta sẽ giải thích một chút trên cái sự đúng đắn của nó. Nhìn thì nó hơi phức tạp. Phương trình này về cơ bản là các bạn hiểu ý nghĩa của tôi, đó là cái phương trình. Nó như cái định luật hai Newton trong cơ học cổ điển. Trong cơ học cổ điển trước Newton có ai nghiên cứu về cơ học rất là nhiều người. Rất là nhiều người luôn. Nếu các bạn đã có cái hứng thú với vật lý, các bạn chắc cũng đã biết đến ba định luật Kepler, các hành tinh chuyển động trên đường elip đúng không? Các hành tinh có chu kỳ tỷ lệ với bình quân chu kỳ tỷ lệ với bậc 3 của bán kính quỹ đạo, rồi bán kính vector nối với các hành tinh thì quét được những diện tích bằng nhau sau những khoảng thời gian bằng nhau, ví dụ vậy. Thì trước Newton đã có những cái phương trình, những định luật như vậy rồi. Nhưng mà khi Newton bắt đầu viết ra cái ba phương trình của mình á, thì tất cả những cái định luật trước đó đều có thể giải thích được bằng cái phương trình của Newton hết, bằng cái tư duy của Newton hết. Thì cái phương trình Schrödinger này cũng vậy. Khi mà trước khi Schrödinger đưa ra cái phương trình này thì người ta cũng đã có những cái nghiên cứu về các cái dạng thức về xác suất của các đối tượng lượng tử. Những cái phương trình này nó giống như kiểu là nó hợp thức hóa cái vấn đề, gọi là nó hệ thống hóa vấn đề tư duy. Nó giúp cho các bạn là nếu các bạn có thể hiểu được cái phương trình này thì các bạn sẽ có thể giải được các cái trường hợp khác của lượng tử mà không phải xem xét các trường hợp cụ thể nữa. Thì chúng ta nói về cái phương trình này là ý nghĩa thôi, còn bây giờ chúng ta đi vào nó nữa.
Cái phương trình này vốn dĩ các bạn một lần nữa, V này là một hàm số không gian và thời gian. Tuy nhiên ha, khi mà chúng ta là học ở phần đại cương, chúng ta sẽ làm những bài toán thật đơn giản thôi. Đó là khi mà cái hàm số U, hàm số V này, hàm số thế năng, nó là một hàm số không phụ thuộc thời gian. Thì nếu nó là một hàm số không phụ thuộc thời gian thì cái câu chuyện nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều để chúng ta giải. Chúng ta thử nha, thử để chúng ta tiếp cận cái phương trình đó nha. Đầu tiên á, trước khi mà chúng ta thử xét cái tính đúng đắn của cái phương trình của Schrödinger, chúng ta nói về các cái kiến thức cũ đó nha. Ví dụ như đối với cái một năng lượng toàn phần của một hạt á, thì nó được tính là động năng đem cộng với lại là thế nào, đúng chưa? Mà động năng á, thì bạn trước có nói rồi, đó là bình phương của động lượng đem chia cho hai lần khối lượng, P bình chia 2M thì nó động năng. Còn thế năng thì mình biết là hàm U. Đây là chỉ là cái cách triển khai lại thôi. Còn động năng của hạt photon thì nó là HF, nhớ không? HC chia lambda đó. Thì thầy biết lại thôi, H chia 2P nhân với 2PF. Thì H chia 2P thì nó là hằng số Planck rút gọn, viết là H gạch ngang. Còn 2P nhân F thì nó là omega. Đúng không? Nên người ta có thể biết năng lượng của photon dưới dạng là H nhân omega. Đó là năng lượng của một cái đối tượng lượng tử. Có thể biết là H chia omega, bởi vì một đối tượng lượng tử khi nó có động lượng P thì nó cũng tương ứng với nó là một sóng với cái lambda đó, với cái omega đó, đúng chưa? Thì đối với photon ánh sáng này, cho nó quen thuộc ha, P thì bằng H chia lambda. Mình cũng viết lại thôi, H chia 2P nhân với 2P chia lambda. Thì H chia 2P thì một lần nữa thì nó là cái hằng số Planck rút gọn. Còn 2P chia lambda thì lần trước có nói rồi, nó là số sóng. Các bạn còn nhớ cái bài toán sóng lan truyền trong phổ thông. Sóng lan truyền thì nó có cái phương trình là A nhân cos omega t trừ cho 2pi x chia lambda. Còn nhớ phương trình không? Thì là 2pi chia lambda, nó gọi là số sóng wave number k, ký hiệu là k. Thì người ta sẽ biết là omega t trừ cả x. Thì khi mà sóng, khi mà chúng ta khảo sát một cái hàm sóng, hàm vật si, thì nó có một cái giả thuyết rất là quan trọng. Nó có một cái giả thuyết rất là quan trọng, đó là giả thuyết tuyến tính. Tại sao lại có cái giả thuyết tuyến tính? Thì cái hàm sóng nó, nếu nó đã đúng cho cái trạng thái 1, nếu nó đúng cho trạng thái 2 thì nó bắt buộc phải đúng cho cả trạng thái chồng chập x1, x2, trạng thái 1, trạng thái 2 chồng chập. Nếu nó đúng cho năng lượng 1, nếu nó đúng cho năng lượng 2 thì khi vật có năng lượng bằng là năng lượng 1 cộng năng lượng 2 thì nó vẫn phải đúng. Cho nên là cái mà cái đó thì đúng đối với cái về mặt toán học, nó chỉ đúng đối với một cái hàm có tính tuyến tính thôi. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào các cái kiến thức về sóng lan truyền, sóng cầu, sóng phẳng. Thì cái phương trình sóng phẳng tuyến tính là một cái phương trình phù hợp nhất để đáp ứng cái bài toán giả định về cái phương trình Schrödinger. Chúng ta gọi cái hàm của C đó là cái hàm sóng, nó là giống như cái phương trình của sóng chạy. Nếu nó đúng cho x1, nếu nó đúng cho x2 thì các bạn thấy x bằng x1, x2 vào đây các bạn phải đúng. Thì qua giả thuyết là cái hàm sóng chúng ta sẽ có một cái dạng như thế này. Hay là nếu viết lại thì nó là A nhân cos của omega t trừ k, kx. Thì chúng ta thấy là cái hàm cos này thì nó, các bạn còn nhớ cái khái niệm số ảo, thì nó là cái phần thực của cái số ảo e lũy thừa y trên cho, tức là a nhân cos phi hay là cos phi, nó là phần thực của số ảo e lũy thừa y phi. Thì đôi khi cos của phi hay là cos của trừ phi thì nó bằng nhau, nên là trong một số cái đề ta tiện cho việc tính toán thì người ta cái chỗ này là nó sẽ có một bước nữa là cos omega t trừ cho kx, nó cũng có thể viết thành dạng là cos của kx trừ omega t. Tại vì hai cái cốt này về cơ bản là giá trị giống nhau. Thì đưa vào trong cái phần mà lũy thừa E thì nó có thể là E lũy thừa Y phi hoặc là E lũy thừa trừ Y phi. Người ta hay dùng cái ký hiệu là trừ Y phi, thì người ta trừ Y omega t trừ Kx, thì nó tiện cho việc tính toán biến đổi sau này hơn. Thì đôi khi thì người ta biết là phần thực, đôi khi người ta biết luôn cả cái hàm ảo, xét cả cái hàm ảo cho nó dễ tính toán. Tại vì tính toán một hồi sau rồi thì lấy cái số ảo tính toán thì nó tiện hơn cho mình. Cho nên phần si đôi khi người ta viết dưới dạng hàm cos, đôi khi người ta viết dưới dạng là một cái số ảo e lũy thừa trừ y omega t trừ cái từ đây xuống đây.
mà chúng ta thay ha, omega thì bằng e chia h nhân t, còn k thì bằng là p chia h, k bằng p chia h. Thì đây là cách mà người ta đặt ra cái dạng thức của hàm sóng. Đến đây có vấn đề gì không các bạn? Đến nhà đây có vấn đề gì không? Hello. Hello. Trắng choáng rồi đúng không? Tại sao vậy? Rồi có cái độ trắng choáng rồi đúng không? Sao mấy đứa? Cho tay rồi sao? Thấy trả lời gì hết? Hello. Chưa xử lý kịp thầy ơi. Cái phần đại khái này thì các bạn nôm na là nếu các bạn chấp nhận một cái hàm sóng có phương trình thế này ha, thì đây là cái phần kiến thức mà ôn lại nè, thì các bạn hoặc là biểu diễn theo dạng hàm cốt hoặc là biểu diễn theo dạng số ảo, một trong hai cách biểu diễn thôi. Thì các bạn chỉ đơn giản là thấy omega từ trên này xuống, thấy k từ trên này xuống thôi, đại khái thế. Đến chỗ này nếu mà chúng ta không có kịp hiểu về cái ý nghĩa của nó thì nó tạm chấp nhận hàm sóng sẽ được viết như thế này, dưới dạng giống như một sóng chạy vậy. Thì cách viết của dạng cốt và cách viết của dạng số phức là nó phù hợp với nhau để chuyển đổi. Nói nôm na là như vậy đi, để cho các bạn tiếp cận cho dễ, làm một vài bài tập đơn giản để các bạn sẽ dần dần hiểu nó thôi. Tình cảm thì phải cần thời gian từ từ bồi dưỡng, được chưa nào? Và chúng ta thử nha, tại vì trong cái phương trình Schrödinger các bạn thấy nè, nó sẽ có một cái vế trái là đạo hàm nhất theo thời gian, nó sẽ có cái vế phải là đạo hàm bậc hai theo tọa độ. Thì bây giờ chúng ta thử đạo hàm nhất theo thời gian của cái hàm sóng trước nè. Dựa trên cái hàm sóng chúng ta giả định là như thế này hoặc là như thế này. Thì đây cái giả định này, nếu mà nó phù hợp với kinh nghiệm, với cái phương trình Schrödinger thì nó chính là nghiệm. Thầy nói rồi mà, có hai cách để giải phương trình. Một đó là các bạn gì, các bạn giải cái phương trình từ trên xuống dưới. Hai là các bạn chỉ ra một cái kinh nghiệm của nó và mang cái nghiệm mà thử lại cái phương trình cho nó đúng, thì nó là nghiệm. Thì đây tôi vừa mới chỉ ra đây một cái dạng hàm hàm sóng và si có khả năng là nghiệm của phương trình. Tại vì nếu mà các bạn học về cái lan truyền sóng điện từ chỗ Maxwell mà bạn còn nhớ một chút kiến thức ha, mà bạn phải nhớ thôi, bởi vì ngày hôm nay thì kiểu gì chúng ta sẽ có vấn đáp. Các bạn có còn nhớ cái phương trình của sóng điện tử không? Đạo hàm bậc hai của sóng nhớ không? Đạo hàm bậc nhất của thời gian của sóng đâu ta? Đạo hàm bậc nhất thời gian cộng với đạo hàm bậc hai thời gian 1 trên c bình phương gì đó, bằng cái gì đó, còn nhớ cái đó không? Cái phương trình lan truyền sóng điện tử mà từ đó tôi chỉ ra cho các bạn ở đâu là vận tốc lan truyền sóng. Thì cái dạng thức này nè, cái phương trình này nè, nó cực kỳ giống cái phương trình lan truyền sóng trong bài toán về Maxwell hay là bài toán về về lan truyền sóng luôn. Đạo hàm bậc nhất theo thời gian cộng với 1 trên c bình phương đạo hàm bậc hai theo tọa độ, nhớ cái đó. Nhớ cái phương trình mà ở đó tôi chỉ cho các bạn như vậy thì mu không nhân với epsilon không chính là 1 trên c bình trong cái phần của phương trình Maxwell, còn nhớ cái đó. Nhớ được mấy đứa? Thấy im lặng như vậy biết là không nhớ rồi đó. Thầy nó phải là đạo hàm bậc hai theo vị trí cộng chia một phần c Đúng chia rồi, một một phần trên c c bình bình chính là xác vậy. hả? Đây để tôi mở lại cho các bạn xem nè, đọc thử các bạn thấy ngơ 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 rồi biết không nhớ rồi. Khổ nha, học những này thấy nó khổ nha mấy đứa, tại sao cuộc đời chúng ta lại đi vào những cái bi kịch như thế này, tại sao chúng ta vào trường với một cái niềm hân hoan và cuối cùng cuộc đời chúng ta lại tiếp tục ở trong cái trạng thái bi kịch thế này. Đây chiếu lại nè cái slide của sóng điện tử, thấy chưa, thấy chưa, thấy công thức lan truyền sóng mà của hành sóng điện tử chúng ta phải học chưa, có nhớ cái này không?
thì có phải đây cũng là một cái bình phương bậc hai theo tọa độ nữa. Một cái bình chết ra cái này bình phương bậc hai theo theo thời gian, bậc một theo thời gian thôi. Hình như là bậc một theo thời gian nó cũng có cái ý đúng. À, chỗ này tôi bị nhầm một chút chỗ này. Nhầm một chút chỗ này. À, nhưng mà đại khái là nó cũng khá giống. Ừ, thôi, tôi bị nhầm một chỗ này. Sorry. Quay trở lại bài giảng kia. Ừ, tôi bị nhầm một chút chỗ này. Nhưng mà thôi được, thì bản chất cái vấn đề thì nó cũng là như thế. Nhìn nhớ lộn chỗ quế độ. Rồi, thì chúng ta thử xem là cái giả thuyết về cái sóng lan truyền này, cái hàm sóng này nó có nghiệm đúng với phương trình mà chúng ta hướng tới hay không. Thì bây giờ chúng ta đã hàm mực nhất theo thời gian trước này. Đã hàm mực nhất theo thời gian của cái hàm sóng. Thì cái hàm sóng chúng ta lấy cái hàm số ảo nha, đã hàm cho nó tiện. Đây, tôi lấy cái hàm. Thì đã mực nhất theo thời gian thì nó đây nè, nó chỉ liên quan hàng ngày thôi, thằng thứ sau là có hàm số. Thì nó ra như vậy. À. Từ đó chúng ta có được là ra cái phương trình này rồi chúng ta máy xin lỗi máy bị đứng. Tôi nhân hai vế với y, tôi nhân hai vế với y thì bên này y bình phương bằng trừ một, thêm trừ một thành dấu cộng, còn bên này có y nhân h đến đây nữa chia e xuống đây nữa. Chúng ta có hàm bậc xì thôi. Và chúng ta đã hàm hai lần trong thời gian, hai lần trong tọa độ, chúng ta có cái phương trình này. Đây, cái phương trình sóng của nó là đây, tọa độ đã hàm hai lần. Hàm lần thứ nhất thì là lấy cái y cộng y ph xuống, làm thêm lần nữa thì thành là mỗi cộng y là thành dấu trừ. Vì mình cái này chúng ta có đạo hàm bậc nhất theo thời gian là như vậy, chúng ta có đạo hàm bậc hai theo tọa độ là như vậy. À, với p bình nó bằng cái gì? P bình phương là chúng ta lấy từ phương trình này. P bình phương bằng e trừ u nhân với 2m. Đây, 2m nhân với e trừ u. Thì cái phương trình bậc 2, đạo hàm bậc 2 là thời gian, nó sẽ thu lại là như thế này. À, thì cái bài giảng ngày hôm nay thì chắc chắn là nó sẽ nặng nề rồi, bởi vì nó bắt buộc phải đi vào những cái biến đổi này rồi. Các bạn có chép bài không? Các bạn có chép bài không? Dạ, đang chép thầy. Nên chép nha. Một số bạn thì cho rằng là lần nào thầy cũng ghi hình lại rồi thì chép làm gì, không phải đâu. Cái thứ chữ viết mà đẹp nhất, dễ đọc nhất với các bạn, với mỗi một người và tâm lý, nó chính là chữ viết tay các bạn. Cho nên các bạn khi mà mượn vở của bạn bè về, các bạn coi không có được, đọc không được, nhưng mà nó thì nó đọc được. Tại vì chữ viết của nó dù xấu đến mấy thì nó vẫn đọc được, tại vì nó đi vào ký ức rồi. Cho nên các bạn mặc dù là có cái clip thầy sẽ chiếu lại, nhưng mà các bạn nên viết ra, viết là một lần để tạo ra cái vết hằn trên bộ não. Tất nhiên là nếu không có não thì không tính làm gì, nhưng mà viết là một cái bước đầu tiên là tạo ra vết hằn về cái ký ức này trên đầu của bạn. Thì bạn thử thôi ha. Tại cái phương trình Schrödinger nó có đạo mực nhất theo thời gian, nó có đạo mực hai theo tọa độ, tính thử thôi. Thì sau đó chúng ta thấy ha, chúng ta có thể so sánh hai cái phương trình này. Chúng ta so sánh thông qua Psi cũng được. Tính Psi đi rồi so sánh. Tính Psi hai bên không bắt đầu so sánh. Hoặc là các bạn có thể so sánh theo cái gì đó thì các bạn cũng đã thu được cái kết quả như vậy. Từ cái chỗ này ha, các bạn biến đổi thành h bình phương chia 2m đạo hàm bậc 2 của Psi theo tọa độ thì bằng e trừ u nhân Psi. Tức là đạo hàm bậc 2 nhân với trừ h bình chia 2m đưa u với Psi sang đây. Thành bên trái. Bên phải nó thành e nhân Psi. Đúng không? Mà e nhân Psi bằng cái gì đây nè? E nhân Psi bằng y nhân h. Nhưng mà đã hàm bậc nhất trong thời gian. Thì nếu các bạn viết cái dòng này rồi, các bạn coi lại cái phương trình Schrödinger ở trên, các bạn thấy cái này chính là phương trình Schrödinger. Đúng không? Tức là từ cái phương trình đó các bạn có thể có nhiều nghiệm, nhưng mà một trong những nghiệm đó chính là cái này. Cái dạng nghiệm nếu chúng ta viết ra được hàm Psi và chúng ta tính đạo hàm nó thế ngược vào thì nó thỏa mãn phương trình Schrödinger. Cho nên cái hàm Psi giả định của chúng ta đó chính là nghiệm của phương trình Schrödinger. Và nó đúng rồi. Chúng ta giả thuyết cái hàm đó, chúng ta mang cái hàm thế vô, chúng ta thấy cái phương trình này nó thỏa mãn.
nhưng mà chỉ nó chính là một kiện thôi. Logic rất đơn giản ha, cuộc sống rất đơn giản. Thì cũng không thể nào mọi buổi học vật lý thì đều là những câu chuyện được đúng không? Chúng ta lên đại học rồi thì đến một lúc nào đó thì cái bài giảng cũng sẽ bắt đầu nặng nề hơn, sẽ có toán học ở đó hơn, sẽ có các biến đổi ở đó nhiều hơn. Chứ nếu ngày nào vô cũng chỉ là kể những câu chuyện cho các bạn thì nó giống như là em yêu khoa học, chương trình em yêu khoa học. Thì chúng ta thu được phương trình, đúng là phương trình Schrödinger. Cho nên là cái giả thuyết ban đầu của mình về cái trải nghiệm hay là cái hàm sóng Percy là đúng rồi. Cái hàm đó chính là nghiệm đúng với phương trình Schrödinger. Tức là nó là một nghiệm, nghiệm của phương trình Schrödinger là một hàm số giống như vậy đó. Nắm vấn đề chưa nào các bạn? Thấy các bạn tĩnh lặng quá nhỉ. Lớp này là lớp P02 đúng không? Đúng là P03 đúng không? Mấy lớp? P02 này. Được chưa nào mấy đứa? Hello. Vẫn chưa chắc xong à? Đang nuốt cái phương trình này. Chắc xong rồi. Thì nó giống như tôi nói với các bạn vậy đó, tức là các bạn có một cái phương trình và các bạn không biết cái nghiệm của nó là nghiệm nào, giống như một cách vô tình nào đó người ta giả định cái dạng nghiệm nó vậy, sau đó người ta thế vào thì người ta thấy là nó đúng, thì điều đó chứng tỏ là cái giả định của mình ban đầu là đúng, cái giả định của dạng nghiệm nó là đúng. Cho nên Percy đó chính là nghiệm của phương trình Schrödinger mà chúng ta cần cần tìm. À. Đi tiếp được chưa nào? Cái đoạn này chưa đâu, đoạn này chưa có nặng đâu. Đoạn sau bây giờ trở đi mới gọi là nặng nè. Cái đoạn này là gọi là gì đó? Món khai vị thôi, tráng miệng thôi. Được chưa mấy bạn? Có ai cần phải dừng lại thêm một chút nữa không? Dạ thầy chờ tí thầy ơi, em chưa dung nạp được cái đó. Nếu vậy tôi sẽ phải chờ cả đời rồi. Đến như tôi bây giờ đôi khi còn không thể dung nạp được cái kiến thức của vật lý lượng tử một cách clearly nữa, là cách rõ ràng nữa, là nói nôm na như này nè, các bạn có một phương trình Schrödinger, cái phương trình đó là một phương trình vi phân, phương trình đó là một phương trình rất phức tạp, các bạn không biết làm sao để giải hết, bằng cái dự đoán của các bạn về cái khái niệm nó gọi là tính trồng chọc, thì các bạn giả định ra cái nghiệm của phương trình nó phải có dạng như một cái, tại vì nó sẽ có sự phân bố mang tính tuần hoàn trong không gian, cho nên là các bạn giả định rằng nó là một cái phương trình nó giống như một cái hàm sóng vậy, tức là trong một cái ngày nào đó, trong một cái đêm mưa gió bão bùng nào đó, các bạn thức dậy giữa đêm và các bạn nhìn vào cái phương trình, các bạn tự nhiên nghĩ ra là biết đâu cái nghiệm này nó lại đúng đấy, thế là các bạn có cái dạng nghiệm là cái phương trình hàm sóng dạng cốt hoặc dạng chi như một cái sóng lan truyền. Tại các bạn dự đoán này, và biết đâu trong một cái đêm mưa gió bão bùng các bạn thức dậy giữa ban đêm giữa khuya ha, và các bạn nghĩ rằng biết đâu cái này là nghiệm, các bạn mang các bạn
lấy cái phương trình của nó, giả định đó, còn đạo hàm bậc nhất theo thời gian, đạo hàm bậc hai theo tọa độ, ráp cho phương trình thấy nó đúng kiểu thế. Ban đầu thì chúng ta có thể tiếp cận theo cái hướng tư duy đó, hướng tư duy nó không đúng, nhưng mà ban đầu chúng ta có thể tiếp cận theo cái kiểu đó. Giống như hiểu là sắp đọc bài tập lớn rồi mà cốt chưa chạy chẳng hạn vậy, là một cái đêm mưa gió bão bùng các bạn thức dậy giữa đêm mà các bạn bảo ủa cha cái chỗ này hay là mình thử vậy đi kiểu thế, và thử xong có thấy cốt nó chạy vậy thì nó là đúng rồi, mặc dù các bạn chẳng biết tại sao nó chạy hết. Tưởng tượng đâu các bạn tiếp cận theo cái hướng đó thì nó sẽ giúp cho các bạn tránh khỏi cái nỗi mặc cảm là mình không được thông minh lắm, vì sao mà bắt thầy dừng lại phát 10 phút rồi mình vẫn không hiểu được không? Đã bao giờ các bạn viết code chưa mà nó không chạy chưa, và tự nhiên trong một cái đêm mưa gió bão bùng các bạn thức dậy và bảo ủa sao mình không làm theo hướng này, cái mình thử cái hướng đó thấy nó chạy. Đã bao giờ bị cái hiện tượng chưa, đã bao giờ bị cảm giác chưa? Đúng rồi, thường các bạn viết code xong á thì ngay lúc các bạn viết á là chỉ có các bạn hiểu tại sao nó chạy thôi, chỉ có bạn và thượng đế hiểu được tại sao nó chạy thôi. Sau một tháng nhìn lại là đến lúc đó là chỉ có thượng đế mới hiểu tại sao nó chạy, chứ các bạn cũng hết hiểu rồi. Thôi thì chúng ta chấp nhận như vậy ha, là chúng ta có một cái phương trình chúng ta không chạy được, và tự nhiên trong một cái đêm mưa gió bao bụng các bạn thức dậy ha, và các bạn thì đúng rồi, viết sai nhưng nó vẫn chạy ổn thì nó vẫn là một giải pháp đúng mà, kiểu như thế, ít nhất là trong trường hợp đó. Ai viết cốt người chẳng có cái trường hợp đó ha. Tôi cái thời sinh viên vậy thôi chứ, có những hôm làm bài tập lớn cũng đâu có viết được, nó đâu có ra đâu, cái tự nhiên cái ngơ 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 cái thử cái này thử cái kia thấy nó chạy, nhưng mà cái đó không dùng cho trường hợp khác được, ví dụ vậy. Nó cũng hay gặp trường hợp, nhưng mà ít ra trong cái lúc nó chạy được thì đó chính là một lời giải. Thì trong cái bài toán về phương trình Schrödinger vậy thôi, các bạn có một phương trình các bạn không giải được nó. Nhưng các bạn đoán được là nó phải có một cái giả định về tính tuyến tính, bởi vì nó phải đúng với cả hai trục trặc. Nếu năng lượng E1 đúng, nếu năng lượng E2 đúng, thì năng lượng E1 cộng E2 nếu có thì nó phải đúng. Thì cái phương trình vì thế nó sẽ phải có những cái dạng thức tuyến tính nào đó, kiểu như thế. Và trong trường hợp mà hàm thế năng là hàm đơn giản không được thời gian, thì mình cũng sẽ có cái cấu trúc nó cũng sẽ đơn giản hơn. Thì bây giờ là chúng ta chấp nhận rằng là cái perceive, hàm perceive này là một dạng nghiệm của phương trình, hoặc là chúng ta có thể thử từ cái hàm cốt này cho nó quen thuộc với các bạn đạo hàm, hoặc nhất là thời gian nào bằng hai cái tọa độ mà thế vô thì nó cũng đúng thôi. Tức là nó có hai cách viết, hai cách biểu diễn, một cái là sản xuất ảo, một cái là theo đơn giác. Thì bây giờ chúng ta tiến đến một cái bài toán này, bài toán về hố thế. Đây là một cái hố, cái giếng. Quay lại cái bài toán hồi nãy mà lúc mà chúng ta không có giải được hàm sóng, chúng ta chỉ giải tính cái mật độ xác suất cao nhất. Bây giờ chúng ta sẽ giải để tìm hàm sóng. Tại sao cái hàm sóng hồi nãy chúng ta cho trong cái bài tập dễ đó nó lại viết cho dạng sin không phải là cos? Đây là giải thử. Đây, cái bài toán hố thế là như này. Có cái hố hạt thì tồn tại theo trục ngang nha, trục x, và hai bên thành một cái tọa độ bé hơn không và lớn hơn r, là thế năng là vô cùng. Thế năng thì bằng không ở trong giữa khoảng không hơn r. Cái bạn bảo ủa cái hố thế này là cái gì ta, hố thế này là cái gì, thì nếu mà để dễ thì các bạn thấy là nó rất là gần với một cái mô tả về một cái giếng thế. Các bạn rơi xuống cái giếng, các bạn lấy cái mặt giếng làm gốc thế năng, thì ở trong giếng thế năng bằng không, mà các bạn muốn ra khỏi giếng thì bạn phải leo lên chiều cao rất là cao, cao ơi là cao, cao tới mức gần như vô cùng kiểu như thế. Thực ra một trong những cái cấu trúc đơn giản nhất của diễn thế là bạn làm biết là cái gì không? Là nguyên tử. Nguyên tử. Bạn tưởng tượng cái nguyên tử nó giống như quả cầu như thế này. Tưởng tượng cho dễ thôi. Nếu bạn cắt theo một mặt thì cái hạt electron của bạn thì tồn tại trong khoảng không gian ở giữa hai cái điểm đầu đường kính thôi. Này, giả sử cái nguyên tử của bạn nó là một quả cầu như thế này. Không có gì giống thế này. Có quả cầu như này. Đây. Đây. Đúng không? Thì electron các bạn nó chạy vòng vòng đến lớp vỏ. Nhưng mà nếu chúng ta xét theo hệ tọa độ cầu thì cái vị trí của electron nó chỉ nằm giữa cái bán kính trừ cộng trừ r, giữa hai cái tọa độ cộng trừ r.
ra khỏi đây không được, tại vì electron mình muốn nhảy ra khỏi nguyên tử nó phải có một cái năng lượng rất là lớn. Ở ngoài này coi như là một cái khu vực mà ở đó năng lượng rất là lớn so với electron đang tồn tại trong nguyên tử. Nó giống như cái hữu thể, electron khi ở trong nguyên tử thì bị giam giữ trong một vùng không gian rất là hẹp, và nó không dễ dàng tự nó văng ra ngoài nguyên tử, lực ly tâm kéo nó ra khỏi nguyên tử. Nào nói như vậy thầy bỏ tay ra đấy, thì hữu thể là mô tả đơn giản nhất chỉ là một cái nguyên tử, tức là không dễ dàng để electron văng ra khỏi cái hai cái đường kính đó. Hoặc nếu chúng ta có một cái hạt nano nó giống quả cầu rồi, và nguyên tử electron của nguyên tử cũng nằm ở trong cái hạt nano, không tự nhiên nó văng ra khỏi bề mặt được, không dễ để nó văng ra khỏi bề mặt, nó bị nhốt trong một không gian này. Thì đây đó, cái hữu thế chúng ta được mô tả như thế này: u bằng không, thôi tôi cho cái u bằng ra ngoài, u bằng không, u bằng không khi x không bé hơn x, x bé hơn l, và u bằng vô cùng khi ở ngoài này. Cho nên là u bằng vô cùng khi ở ngoài đó thì các bạn đương nhiên hiểu là hạt sẽ không bao giờ ở ngoài này được, tại vì từ cái không gian này trở đi, từ không gian này trở đi năng lượng là vô cùng, năng lượng vô cùng thì nó không phù hợp với tư duy vật lý, đúng không? Cho nên hạt chỉ có thể tồn tại ở giữa hai thành thôi, tức là electron của chúng ta nó chỉ có thể tồn tại một cách tự nhiên trong nguyên tử thôi. Rồi nó thử nữa thì bắt đầu từ cái phương trình năng lượng này, chỗ chúng ta ôn lại năng lượng bây giờ nó không có thế năng, thế năng bằng không mà u bằng không, thì năng lượng của nó chính là p bình chia 2 m, năng lượng bằng p bình chia 2 m, mà p bình nó bằng h nhân k, p là h nhân k, thấy không? Cho nên là e nó bằng là h nhân k tất cả bình chia 2 m. Thì phương trình Schrödinger chỉ còn lại như thế này thôi, nó chỉ còn lại như vậy thôi. Đây là cái dạng thức của phương trình Schrödinger, nó còn lại như vậy, chỉ mới giải cái bài toán này thôi, chứ không gì đâu. Đây hoàn toàn là bài giải đơn giản thôi, đạo hàm bậc hai của hàm sóng chuyển với độ giống cộng với 2m nhân e, chuyển 2m nhân e chỉ cho h bình của này. Thì bạn thấy cái phương trình nó giống gì? X 2 phẩy cộng omega bình x bằng không, thấy không? Mà cái 2m nhân e chỉ h bình, 2m nhân e chỉ h bình là chính là k bình, từ cái mối liên hệ đi xuống, đúng không? Thì bạn thấy nè, đây nó chính là gì đây? X 2 phẩy cộng omega bình x bằng không, phương trình của cái gì vậy? Nhớ không? Phương trình của cái gì vậy? Bạn nhớ không? Dao động đều ngoài, nhớ không? A cộng omega bình x bằng không, A bằng trừ omega bình x. Còn nhớ lớp 12 học đâu? Alo, alo, chưa tỉnh à? Để nhớ thầy. Thầy cứ giảng một dòng em lại ngất một lần, đúng không? Mấy đứa độ mi si, có cái đứa nào nó có cái nick độ mi si đây nè, độ mi si nick, cảm thấy là có nên quay trở về để làm streamer. Có bạn nào có cái avatar độ mi si nè, không? Ly nè, Nguyễn Thị Ly nè, Nguyễn Thị cái gì Ly nè, nghe giảng đến đây là có muốn quay trở về với sự nghiệp streamer ở Khánh Lý. Một số bạn học đến đây trong đầu nảy ra một cái tư duy: thôi đi về lấy vợ, thôi em về lấy chồng này thầy ơi, học gì nữa. Đến đây rồi các bạn có hiểu không nè? Đến cái dòng thứ ba này các bạn hiểu không nè? Cứ mỗi một dòng chúng ta cần phải ngừng lại, vẫn muốn học mà, tốt hơn nhà lý. Đến cái dòng thứ ba này các bạn có hiểu không nè? Mấy đứa Bùi Mạnh Khang nắm được vấn đề không em? Dạ hiểu thầy. Thì cái phương trình này của bạn á, ở lớp phổ thông các bạn học á,
thì các bạn đặt nghiệm của nó là gì, là x bằng a nhân cos omega t cộng phi. Thực ra thì nó có thể viết theo dạng này nữa, cos của omega t cộng phi cũng có thể viết theo dạng là c nhân với cos của kx cộng với d nhân với sin của kx được. Này nếu các bạn giỏi về lượng giác các bạn sẽ hiểu, còn nếu các bạn không thì các bạn thế cái này vô cái phương trình ở trên thấy nó sẽ đúng. Thì các bạn thích đặt là c nhân omega cos omega t cộng phi cũng được, các bạn ráp vô các bạn tính a, các bạn tính phi thôi. Nhưng mà trong cái môn này thì người ta hay đặt như vậy, phương trình vi phân này thì cái dạng nghiệm người ta hay viết như này để người ta giải cho nó đẹp. Thì bây giờ chúng ta khảo sát cái điều kiện chuẩn hóa, điều kiện liên tục trước, điều kiện liên tục trước nha, liên tục tại ô tức là sao, là lim của hàm số từ đây sang. Thầy lấy cái loại nghiệm này nha cho nó quen với các bạn nha. Thầy lấy cái viết này hoặc cái viết trên này, một hai cái viết thôi sao được hết. Tại vì hai cái dạng viết này thì đạo hàm bậc hai thế vào đây thì nó đúng rồi nhé, chứ không có gì đâu. Rồi, tôi lấy cái dạng cosine này cho nó quen với các bạn nha. Điều kiện liên tục đó nè, thì lim tại O, lim từ O cộng nó phải bằng lim đến O trừ, đúng không? Cái này là điều kiện liên tục cơ bản nhất của hàm số nè. Mà từ O trừ sang á thì hàm bậc C phải bằng không. Vì sao? Bởi vì bên này thế năng là vô cùng, hạt không thể tồn tại bên này, xác suất tìm hạt bên này là bằng không, mật độ xác suất bằng không, thì bản thân hàm sóng là bằng không, bởi vì Percy bình phương bằng không thì hàm Percy là bằng không. Thì x bằng không thế vô ha, x bằng không thế vào đây thì ra cốt là một c, x bằng không thế đây thì ra bằng không tiêu, vậy thì c bằng không, như vậy là hàm số này không có thành bằng cốt chỉ có thành bằng sin. Đó lý do tại sao hồi nãy cái bài trên này, cái hàm của nó là hàm sin, hàm của nó là hàm sin nhưng hàm cốt. Rồi bởi vì cái hàm đó nó, nếu mà trong cái điều kiện liên tục thì cái phần cốt nó mất đi. Rồi. Tại L, xét tại L cũng liên tục như vậy ha. Lim tại L cộng là bằng 0. Lim tại L trừ thì thế L như thế. Còn mỗi hàm sin thôi nha. Thì thành là sin KL bằng 0. Không cốt mất rồi, mất được cái này rồi. Sin KL bằng 0 thì KL bằng NP. Đúng không? Có lượng giác cơ bản đó. Thì K nó bằng là NP chia L. Mà K thì nó liên hệ với cái gì? K nó liên hệ với động lượng. Đây là P bình. Các bạn thấy không? Động lượng của hệ, động lượng của hạt, lẽ ra nó phải là những giá trị liên tục trong cái cột cổ điển, đúng không? H nhân K, H là hằng số, đáng lẽ K là số nào cũng được, nhưng mà không, mình giải ra mình phát hiện K nó không phải số nào cũng được. P là hằng số, L là hằng số, còn N là số nguyên, N 1, 2, 3, 4, 5, nên K thực ra là có những giá trị rời rạc. Và chênh lệch những giá trị rời rạc đó là giống nhau. Cho nên một cái hạt lượng tử nằm trong cái hố thì động lượng của nó không có liên tục. Đây, tại vì K thế vào đây, K rời rạc thì động lượng sẽ rời rạc. Giá trị động lượng nó là rời rạc, và vì thế năng lượng của nó cũng là rời rạc. Các bạn nhớ cái mô hình nguyên tử bò, mẫu mô hình nguyên tử bò. Các bạn còn nhớ cái năng lượng thứ bậc thứ n là bằng nhiêu? N là bằng gì nhớ? Bằng e không chia cho chia n bình. Bạn thấy n bình xuất hiện chưa? Thấy n bình xuất hiện chưa? Nè, K nè, vô đây bình phương nên có phải xuất hiện N bình à. Nhưng tất nhiên cái này nó không phải là mẫu nguyên tử bo nha. Các bạn thấy N bình xuất hiện nhưng nó không giống như cái mẫu nguyên tử bo, nhưng nó sẽ xuất hiện N bình. Thấy chưa? Nên khi các bạn giải ra đến đây á, dùng cái điều kiện liên tục, các bạn tính được K, các bạn thấy vào đây các bạn sẽ có năng lượng. Thì cái biểu thức năng lượng vì thế, đây, biểu thức năng lượng vì thế à, nó là những giá trị rời ra, các bạn thấy không? Đã bắt đầu xuất hiện N bình. Đã bắt đầu xuất hiện N bình. Từ từ đó. Để chúng ta đi tiếp nha. Cái điều kiện chuẩn hóa là, sau khi chúng ta có cái hàm nó là hàm sin rồi, chúng ta có giá trị của K rồi, thì chúng ta tính cái điều kiện chuẩn hóa. Thì cái bài tích phân của chúng ta nó không có tích phân từ vô cùng đến không vô cùng. Nói nhiều lần rồi. Hàm chúng ta chỉ có thể tồn tại trong một vùng không gian từ 0 đến L. Cho nên chúng ta chỉ cần tích phân
bình phương hàm sóng trong khoảng từ 0 đến L và cho nó bằng 1, nhân với x là bằng 1. Tại sao không phải nhân dv và nhân dx? Là bởi hàm chúng ta là hàm một chiều, chỉ tồn tại ở trục x. Cho nên đó chúng ta có cái phương trình của hàm sóng còn lại phần sin thôi, lấy nó bình phương nhân với dx, tích phân từ 0 đến L bằng 1. Thì cái bài tích phân này nó dễ, tích phân sin bình dễ, sin bình đổi thành 1 trừ cos x này. Hoặc là các bạn có thể đưa một sin vào trong này thành là d cos x. Muốn làm sao các bạn làm thì các bạn ra được cái phương trình cuối cùng nó như thế này, cho nó bằng 1. Bạn tính được với k là con số đã tính được ở trước đó, thế vào đây k như thế này là mất còn lại 2 nợ pi sin 2 nợ pi bằng 0, trên đây bình nhân với L bằng 1, đây bằng đây bình chia 2 nhân với L bằng 1, đây bằng 2 chia cho L lên cạnh. Cái đoạn chỗ này các bạn đó là biến đổi, các bạn có thể thử thử tự tích phân, tự tính xem có ra kết quả cho mình thấy tính. Đối 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 luôn, càng ngày càng đối luôn. Có một số bạn bảo thôi nghe không hiểu, ao giá cho rồi, đợi thầy up cái clip lên để coi. Đây là cái tư duy này giống hệt như kiểu là thầy cho em xin slide trong mấy năm trước, thôi có slide rồi đi học gì nữa, đến cuối kỳ thi rồi coi. Các bạn coi slide và các bạn thi qua được cái môn này thì các bạn cũng thuộc dạng một là cực kỳ may mắn, hai là thiên tài. Đầu tiên là các bạn có xem slide không đã không, các bạn đợi đến ngày cuối các bạn mới xem, giống như kiểu là cái kênh YouTube của tôi vô theo dõi như này vậy, đến gần như ngày thi giữa kỳ cuối kỳ cái lượng view nó tăng lên đột biến. Có một số bạn thì vào đó để ôn lại, nhưng có một số bạn thì chắc đó là lần đầu tiên các bạn xem, học đại học cũng học cái đó được, cái đó các bạn dễ chết. Rồi. Hiểu chưa nào các bạn? Hiểu chưa nào? Như vậy các bạn tính được D hả? Bạn tính được D thì cái hàm số bây giờ chỉ còn hàm số này. Bằng D nhân sin D đây, sin KX K đây, K này tính được. Tôi biến đổi một tí nha, thành là d giữ nguyên nha, tôi biết được hàm sin, tôi biết là thành là 2pi nhân với x chia cho 2l chia n được không? Tại sao tôi viết như vậy? Bởi vì nó giống cái bài toán sóng lan truyền là 2pi nhân x chia lambda, thì cái này là lambda, cái này nó quay trục lambda. Tại sao tôi viết đến lambda, lambda ảo nha, không phải là lambda bước sóng được Euler. Mỗi sóng á, tồn tại dưới cái diễn thế ha, cái sóng xác suất này thì nó bằng không ở hai đầu, thì nó không khác gì sóng dừng, đúng không? Cái sóng xác suất này giống như sóng dừng ở giữa hai cái đầu cố định, hai đầu này là cái nút bởi vì nó bằng không, nút. Thì sóng dừng muốn tồn tại á, thì nó đây là hoặc là một nửa bước sóng, hoặc là một bước sóng, hoặc là gì 3/2 nửa bước sóng, độ rộng của khe nó là số nguyên lần của nửa bước sóng. Nếu mình gọi đây là bước sóng, đây là bước sóng. Thì cái L có phải chính là bằng gì không? Bằng N lambda chia 2 không? N lambda chia 2 không? Cho nên ví dụ N bằng 1 thì cái hàm xác suất các bạn nếu vẽ ra theo cái phân bố tọa độ thì nó như vậy. Tức là sao? Nó có một điểm bụt, ở đó là Percy cao nhất, ở đó xác suất tìm thấy hạt sẽ cao nhất ngay tại giữa trung tâm. Còn nếu đi thi người ta cho N bằng 2, N bằng 2 thì cái sóng xác suất các bạn nó phân bố như vậy đó. Thì ngay trung tâm của hố là một nút, một nút thì chỗ này xác suất tìm thấy hạt bằng không, hai cái điểm cực đại tìm thấy hạt là ở đây với đây, hai cái bụng là chỗ mà 1/4 bề rộng và 3/4 bề rộng. Nếu n bằng 3
nếu mình là 1/3 thì điểm chỗ này 1/3, điểm chỗ này 2/3 là hai điểm có cái dạng thức là nút, cho nên hàm của C bằng 0, xác suất tìm thấy hàm bằng 0. Ở đây là hàm của C là bụng, ứng với bụng, tức là xác suất tìm thấy hàm sẽ là lớn nhất ở 3 điểm. Nên thì đôi khi các bạn hay bị người ta hỏi cho một hàm bị nhốt trong giếng thế ở cái mức năng lượng thứ nhất, tức là ứng với N bằng 1, ở mức năng lượng thứ nhất thì có bao nhiêu tọa độ tìm thấy hạt, bao nhiêu vị trí tìm thấy hạt, là xác suất tìm thấy hạt là cao nhất thì 1, N bằng 1 có 1. Ở trạng thái năng lượng thứ hai thì có 2, ở trạng thái năng lượng thứ ba thì có 3, đúng chưa? Tưởng tượng được không? Còn tọa độ nó ở đâu? Nếu bạn nắm được cái bài toán này rồi, bạn vẽ cái hình ra thì cái loại câu hỏi đó lại là loại câu hỏi rất dễ, mặc dù nó mượn cớ là bài toán về lượng tử, nhưng mà nếu chúng ta nhớ nó theo cái hình thức của sóng thì các bạn phát hiện ra là các bạn có thể đưa ra đáp án mà không cần hiểu lắm về cách giải phương trình Schrödinger và các bạn giải được. Nhưng nếu bạn vẽ được cái ý thức được nó chính là một cái sóng dựng. Tại vì sao nó là sóng dựng? Bởi vì cái điều kiện liên tục của hai bên nó cho phép các bạn xác nhận luôn hai bên đó là dao động xác suất bằng không, tức là cái hàm xác suất, mật độ xác suất bằng không, thì nó y như một cái sóng với hai cái nút hành động giữa hai cái mật tử, thì nó giống như cái sợi dây bị chặn giữa hai điểm cố định, và sóng dừng chỉ tồn tại trên đó. Tại sao nó là sóng dừng? Là bởi vì cái giá trị hàm của C nó đơn trị tại mỗi một vị trí x, nó chỉ có một giá trị hàm của C thôi. Thì cái sóng mà cái giá trị hàm nó đơn trị thì nó là dạng sóng dừng thôi, chứ gì theo tọa độ sẽ là dạng sóng dừng. Hiểu chưa, nó mới được đến chỗ này, hiểu không? Thấy có mùi loáng thoáng chóng mặt ở đâu đây hả? Rồi, Trần Nhật Minh, ít nhất là có một bạn ok rồi đó, có hiểu rồi đó. Rồi, các bạn thấy nè ha, quay trở lại ha, nói một lần nữa nha. Cái năng lượng là P bình chia cho 2M, trong cái hố này chúng ta không có thế nào. Và chúng ta thấy phương trình P là từ HK vào, chúng ta thấy nó sẽ ra cái biểu thức như thế này. Tùy các bạn dùng là hàng số Planck thu gọn hay hàng số Planck nguyên gốc thì nó có hai cái phương trình. Thì H này nó chỉ là bằng H gạch, nó bằng H chia 2P thôi. Thế vô thì nó ra này. Giờ ai rảnh không? Bấm máy tính giúp tôi. Con số này là gì? Đối với electron, M là 9.1 chia 10 trừ 31. L này các bạn lấy là 10 đối với trừ 10. Bấm giúp tôi con số này là gì? H gạch đọc là hit, H gạch đọc là H gạch, hoặc là hằng số Planck thu gọn cho nó kiểu pro max nhé, đọc là hit cái nó kỳ. Em đọc là hằng số Planck thu gọn nghe nó có vẻ pro max không, hay là học đọc là H gạch nghe nó có vẻ hình tượng không? Chứ đọc là hit thì thầy muốn ý đọc là hit lắm. Bây giờ mấy đứa nè, thử giúp thầy coi, tính giúp thầy coi. Con số này với M là 9.1 nên 10 mũ trừ 31 khối lượng electron, và L là lấy khoảng 10 mũ trừ trừ 10 đi, tính ra xong mình chia cho 1.6 nhân 10 mũ trừ 19, đổi ra EV là thầy ra khoảng nhiêu, ra khoảng nhiêu? Có đứa nào bấm không? Có đứa nào bấm máy tính không? Xác nhận thầy đấy. Cỡ 1.05 nhân 10 mũ trừ 8. 1.05 nhân 10 mũ trừ 8 gì? Có lộn không đó, H bình của em, H của em nó nhỏ lắm nha, H là 10 mũ trừ 34 bình phương này, 10 mũ trừ 6 mấy, 68. Dạ đúng rồi. 10 mũ trừ 68, 10 mũ trừ 31 là còn 10 mũ trừ 68, 31 còn 37. 37 chia cho trừ 20 là phải còn trừ 10 mũ trừ 17 nha, em tính sao? Em đổi qua electron volt luôn. À thì đổi luôn đi, chia cho 1.6 thì 10 mũ trừ 19 là nhiêu? Là nó ra 10 mũ trừ 8
Không đúng, chắc chắn em đổ sai rồi. Đây nào, bây giờ thầy nhẩm cho em nè, h bình là 10 mũ trừ 68 đúng không? 10 mũ trừ 68 chia cho em b là 10 mũ trừ 31. Là còn 10 mũ trừ 37. 37 rồi là 105 thầy, 105. Bao nhiêu? 105 electron volt. 105 electron volt. Đúng không? Bây giờ em chia cho khoảng khoảng 25 đi. À quên, từ từ. 105. 105 bán kính bo là khoảng bao nhiêu ta? Mấy đứa nhớ không? Yeah. Bán kính nhiêu từ bo? Có 10 mũ trừ 11. L 10. Không, nó còn số. 5 nhân 10 mũ 5,3 nhân 10 mũ 10 trừ 10. 5,3 nhân 10 mũ trừ 10 hả? Thì 100 linh mấy đó của em chia cho khoảng 25 nó ra bao nhiêu? Bấm lại, bấm cho chính xác nha, bấm cho chính xác nha. Chia cho khoảng 25 nó ra bao nhiêu? Là 4 phẩy mấy. 4 phẩy mấy. Nó có một cái trục trặc gì chỗ đó đó. Về lý thuyết á, nếu em chia ra nó sẽ khá là gần con số 13,6. À quên, còn cái thế năng. Ok, dù sao chẳng nữa các bạn thấy cái phép chia này cho các bạn một cái năng lượng trong hữu thế, nếu thế năng bằng không là ở mức khoảng vài EV, đúng không? Vài EV. À, nếu lấy nguyên tử, lấy N là bán kính nguyên tử bỏ, thì nó ra khoảng vài EV. Vài EV á, à, con số lúc em nhân 4 lên thành, con số của em nhân 4 lên thành. Nhân 4 lên. Bạn nào vừa tính con số hồi nãy, nhân 4 lên thành. Dạ nó ra 10. Yeah, 10 mấy? 18. Nó gần con số 13,6 rồi. Yeah. Nó hơi trục trặc tí chỗ đó thôi. Thì các bạn thấy không? À, nếu mà thầy lấy cái N đó chính là đường kính của ứng với bán kính nguyên tử bo. M là khối lượng electron. Mình tính một hồi mình thấy cái năng lượng E này, nó khá là gần cái năng lượng mà các bạn học ở phổ thông. Nó khá là gần con số 13,6. Đại khái thứ bậc của nó đúng rồi đó, là 10 lũy thừa 1 của EV. À. Và nó xuất hiện N bình phương rồi. Ở một góc độ đó các bạn thấy nè, nếu electron bị nhốt trong nguyên tử, nó giống như nó rơi vào trong hữu thế. Và năng lượng của nó như thế nào? Năng lượng của nó bắt buộc phải rời ra. À, chúng ta giải phương trình Schrödinger, chúng ta phát hiện ra năng lượng của hạt phải rời ra. Và nó phù hợp với cái thí nghiệm về quang phổ vạch của khí, mà là cái cơ sở tiền đề để cho Bo đưa ra cái mô hình của mình. À, mà hạt đang ở đâu? Không có biết. Hạt đang ở tọa độ nào cũng không biết. Đúng không? Cho nên khi mà Bo đưa ra cái mô hình nguyên tử của mình với các cái electron tồn tại trên những cái bán kính quỹ đạo xác định để có thể giải thích được cái khái niệm gọi là năng lượng một cách gián đoạn thì nó không cần thiết nữa. Nó không cần thiết. À, chỉ cần hạt tồn tại trong cái vùng không gian ứng với lớp vỏ nguyên tử thì nó sẽ chắc chắn phải có cái năng lượng rời rạc. Và cái năng lượng rời rạc đó nó tỷ lệ với N bình phương. Cái năng lượng rời rạc nó có giá trị xấp xỉ mức 10 mấy EV. À, và các bạn thấy rõ ràng, nó dẫn đến một cái khái niệm này. Không nhất thiết các bạn phải xác định hạt nằm ở trên quỹ đạo tròn nào. Tại vì sao Bo đưa ra mô hình đó? Bởi Bo phát hiện ra là động lượng và moment động lượng của các electron trên lớp vỏ nguyên tử hydro là nó có những giá trị gián đoạn. Ông tìm ra được cái điều đó từ thực nghiệm. Nó có những giá trị gián đoạn. Và nếu một hạt muốn có những cái moment động lượng ở trên những giá trị gián đoạn thì nó giống như là nó còn nhớ cái mô men động lượng tính sao bằng bán kính nhân với giá trị động lượng. Vậy thì bán kính nó phải gián đoạn đấy, thì ông mô tả như vậy cho nên thành ra ông nghi ngờ rằng electron nó nằm trên những cái đường tròn với những bán kính gián đoạn tăng dần này. Nhưng mà với cái bài toán của Schrödinger, với cái phương trình Schrödinger và với cách nhận thức về cái hàm sóng liên quan đến mật độ xác suất thì mình không cần phải có cái mô hình di chuyển trên những đường tròn cố định nữa, bởi vì bản thân khi một cái hạt bị nhốt trong cái diễn thế thì động lượng của nó sẽ là những giá trị gián đoạn, bởi vì điều kiện liên tục, năng lượng của nó cũng sẽ là những giá trị gián đoạn và nó tỷ lệ với N bình phương, rất là đơn giản thôi. Cho nên cái mô hình của Bo nó không có chính xác nữa, mà chúng ta quay trở về cái mô hình của Rutherford. Và trong cái cấu trúc này các bạn sẽ thấy những cái vị trí ứng với việc tìm thấy hạt là gì? Tìm thấy hạt là gì? Là cao nhất, xác suất cao. Các bạn tưởng tượng là nếu N bằng 1, nhớ không? 1S
2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Nếu n bằng 1, thì chúng ta có mấy khu vực tìm thấy hạt nhiều nhất, lớn nhất? 1. 1. 1. Ứng với đâu? Ứng với cái tọa độ là tương đương với vùng trung tâm của khe. Nếu chúng ta xét trong hệ tọa độ trục nguyên tử, hệ tọa độ cầu, thì vùng trung tâm của khe tức là xung quanh cái khe này đúng không? Xung quanh cái tâm đúng không? Và nếu chúng ta lấy một cái vùng không gian từ đây đến đây thì xác suất trong đó tìm thấy hạt ví dụ 60% lớn nhất. Và nó ở đâu? Nó cách đều vùng trung tâm. Hình gì? Hình gì mà tập trung tất cả những điểm cách đều đó? Hình cầu. Cho nên chúng ta có cái S, khái niệm orbital, là vùng không gian tìm thấy hạt với xác suất cao nhất. Hình gì? Hình cầu. Được chưa? Nên nó có hình cầu xung quanh cái hạt nhân. Tưởng tượng được không? Tại sao S có hình cầu? Hiểu chưa nào? Học lớp 12 còn nhớ không? Thi đại học thì chắc 27, 28 điểm phải nhớ hết chưa? Orbital S hình cầu. Nhớ không? Hello? Hello? Nhớ không nhớ. Thì orbital S hình cầu không nhớ thì orbital P hình quả tạ đôi chắc không nhớ đâu đúng không? SPDF mà nhớ không? Trời ơi. Thì này quả tạ đôi nè. N bằng 2 thì có thêm là có thêm cái hình quốc xung quanh đó nè, đối xứng hai bên nè. Đây quả tạ đôi. Thấy thế. Thôi được rồi, không nhớ rồi thôi. Bỏ qua đi ha. Được chưa? Thì qua thử một cái bài tập nhỏ ứng với cái bài này nha. Cái đoạn thế này mới đứa hiểu chưa nè. Kết thúc được chưa? Để sang phần bài tập nè. Nó nhớ em ra không nhớ đó. Đây, đó như này. Một hạt có khối lượng m chuyển động trên trục x trong trường thế có dạng hố thế cao vô hạn. Đó là bài chúng ta vừa giải. Mà năng lượng của hạt là cho phương trình là như vậy. Với a đây là ứng với l, a đây là bề rộng của hố là a. Thì lúc người ta ký hiệu là a, lúc người ta ký hiệu là l. Sao cũng được, để. Thì khả năng tìm thấy hạt lớn nhất là tọa độ x bằng bao nhiêu? Thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta áp cái phương trình thì năng lượng này vào mà giải chắc mới được giải khóc luôn. Chắc cái đề thi phải cho khoảng 3 ngày 3 đêm, thời gian 72 tiếng giải được những cái bài. Nhưng cách giải của nó thì nó liên kết với cái khái niệm sóng dần. Đây là phương trình của E người ta cho. Và đây là phương trình của E tổng quát nếu hạt tồn tại trong hố thể. Thì nhìn vào đây một phát, ngay lập tức giải ra ngay N bằng 2. M là bình hết, N bình chia 2 bằng 2. N bằng 2. Thì biết N bằng 2 đó thì nó là dạng sóng như vậy. Cái hàm sóng xác suất nó phân bố như vậy. Nó có mấy điểm cực đại, có một điểm, mấy điểm bụng, mấy bụng, một bụng, hai bụng. Hai bụng nằm ở đâu? Đây là một nửa hố nè, từ đây đây là A, từ đây đây là A chia 2, từ đây đây là A chia 4. Từ đây đây là 3A chia 4, đáp án A. Hiểu không ạ? Ồ, đây này thầy. Hợp lý với thầy. Chứng tỏ là vật lý lượng tử không khó lắm. Ồ, ba cái sóng dừng đồ. Sĩ đại học ngày xưa đồ, chín chấm đồ. Đây, đây chỉ là dạng bài tập dễ nhất của sóng của bài toán lượng tử thôi. Cái chương lượng tử này là mấy đứa học lý thuyết rất là khó đúng không? Sau này mấy đứa sẽ để ý. Mấy đứa học cái lý thuyết nào càng khó thì cái bài tập chương đó nó càng dễ. Thì đơn giản là lý thuyết nó khó tới như vậy rồi mà lại còn cho bài tập khó nó mới đứa sao giải. Thì cái bài tập này là bài tập rất dễ, nhưng mà dễ chỉ ở cái chỗ là các bạn phải nhớ được công thức này. Nếu bạn không nhớ được công thức này thì hết phim. Còn nhớ được công thức này thì bạn sẽ nhớ được giải được ngay là n bằng 2. Khi n bằng 2 thì sóng dừng nó có dạng thức như này. Và khi nó có dạng thức như thế này thì nó có hai điểm là ứng với bụng sóng, hai điểm ứng với mật độ xác suất. Lấy cái hàm này bình phương lên thì cái dạng hàm bình phương nó như thế này, có hai cái điểm cực đại ứng với hai bụng. Đáp án của nó là chỗ này. Hiểu không nào mấy đứa? Hiểu chỗ này không mấy đứa? Dạ không. Ổn ổn chưa? Thấy vậy hợp lý chưa?
Để lao một tí nha, để lao 15 phút nha, cho các bạn gọi là tỉnh táo lại một tí, à, hồi phục lại sau những cú sốc, được chưa? Đi nữa. Okay.
Rồi tiếp nha mấy đứa. Alo. Tiếp nha mấy đứa. Còn tỉnh không? Còn tỉnh táo Còn tỉnh táo nè. Đâu ta? Bài tính. Rồi chúng ta thử một bài tập khác, tập nhỏ hơn. Bài tập này loanh quanh mấy cái hàm sóng, nhưng mà bài tập nó cũng khó được đâu. Chắc là vi hạt là diễn thế cao vô hạn về đồng A. Đấy, vẫn là cái diễn đó. Ở vị trí nào sau đây thì xác suất tìm thấy hạt ứng với trạng thái n bằng 1 và ứng với trạng thái n bằng 2 là như nhau, trừ hai cái vách, hai cái vách là bằng không, giống nhau đúng không? Cái bài này á, đề thi mà người ta cho để đặc điểm thì nó dễ hơn một tí, nhiều khi bạn vẽ hình là bạn thấy. Tuy nhiên là nếu đề mà không cho cái phương trình đặc điểm thì chúng ta giải quyết như thế nào, thì tôi giải như này thôi. Bài toán người ta là xác suất tìm thấy hạt giống nhau, tức là mang cái mật độ xác suất bằng nhau, tức là Percy bình phương bằng nhau, thì bạn phải biết được cái Percy của n bằng 1 với n bằng 2. Thì Percy tổng quát là như này nè, xin một cái nhé, k bằng np chia l, thì n bằng 1 đứng với phương trình này, n bằng 2 đứng với phương trình này, thế thôi. Thì xác suất tìm thấy hạt cao nhất thì ứng với mật độ xác suất là bằng nhau, thì mang cái mật độ xác suất rồi lấy cái Percy này bình phương lên, cho bằng cái Percy này bình phương lên, cái phương trình sin bình này bằng sin bình này. À, đây là l, chúng anh giải ra thôi. L ở đây của thầy là a, hai sin bình này bằng nhau này, một sin bình này thì bạn cắt ra được này, hai sin cos đó, thì bạn giải ra được là cos bằng cộng trừ 1/2, thì ứng với lại là cái góc trong này bằng pi trên 3 với lại 2 pi trên 3, thì ứng với x nó bằng là gì, a trên 3 với 2 trên 3. Thì thực ra nếu mà các bạn bảo là có bao nhiêu điểm nó bằng nhau, bạn vẽ hàm là thấy n bằng 1 thì nó ứng một định, n bằng 2 thì ứng với 2 định, thì hai cái hàm này biên độ nó giống nhau, đều là căn bậc 2 bậc 2 trên l, cho nên nếu vẽ ra thì nó sẽ cặp nhau 2 điểm. Không, nếu mà hỏi là bao nhiêu điểm thì trả lời ngay được là 2 điểm, còn điểm đó là điểm nào thì phải giải phương trình này mới ra. Thì các bạn phải nhớ được cái dạng thức tổng quát của hàm sóng trong cái diễn thế. Các bạn mà không nhớ được cái dạng tổng quát hàm sóng, đi thi mà không nhớ được cái dạng tổng quát hàm sóng thì các bạn không làm được. Thì đơn giản là các bạn không làm được, bởi vì các bạn không có cái gì để mà các bạn làm thì cái lời giải này các bạn có hiểu không? Cách giải này các bạn có hiểu không? Các bạn cái bản chất vấn đề của những bài toán này nó dễ lắm, bài toán dễ của lượng tử, tại vì bài toán khó của lượng tử thì các bạn làm không nổi thôi. Đi thi thì người ta chỉ cho những bài kiểu kiểu như này là dễ lắm rồi. Ở trên nào mấy đứa coi cái thắc mắc gì không, cái bài này coi cái thắc mắc gì không? Đúng. Hello. Rồi. Nếu không có thắc mắc gì thì chúng ta đi sang một cái trường hợp cũng khó tương tự nữa. Cái bài toán hàm sóng hiểu đường hầm. Giữa đường hầm phải nói là hạt xuyên tường. Thì hồi nãy chúng ta gặp cái bài ấy, là hai bên hố này có thế năng là vô cùng ở giữa này bằng không. Còn bây giờ chúng ta có một bờ tường với hố cao, với cái thế cao là u.
từ 0 đến n thì là u. U này lớn hơn e, năng lượng của hạt bên này là e. U này lớn hơn e. Bên này là u bằng 0, bên này u bằng 0. À, chúng ta tồn tại bên đang ở bên bên bên, bên trái tường. Thì người ta hỏi như vậy nè, liệu hạt có xuyên qua bên này được không? Liệu hạt có xuyên qua bên này được không? Tức là xác suất tìm thấy hạt bên này là chắc chắn là tìm được. Nếu mà quét từ trừ vô cùng quét từ đây chắc chắn là tìm được hạt. Đó là suy nghĩ cổ điển này. Còn nếu chúng ta quét từ đây trở đi, về lý thuyết là chúng ta sẽ không tìm được hạt nếu như gặp cổ điển. Bởi vì sao? Nó giống như tôi chỉ nhảy được 3 mét mà tôi gặp bờ tường 5 mét là tôi không có cách nào có khả năng xuất hiện ở bên này, đúng chưa? Nhưng mà trong cái cặp lượng tử thì người ta chưa viết phương trình xuống thì người ta chưa có kết luận được này. Thì bây giờ chúng ta thấy nè, bây giờ tôi giả thuyết là có thể tìm thấy hạt bên này dưới dạng một hạt sóng gì đó. Tôi chia cái không gian thành ba vùng, vùng này thì ứng với nó là hạt sóng psi 1, trong tường ứng với nó là hạt sóng psi 2, và bên này ứng với nó là hạt sóng psi 3. Thì nếu mà tôi giải ra psi 3 bằng 0 thì tức là hạt sẽ không bao giờ xuất hiện ở bên này. Và nếu tôi giải ra psi 3 là các 0 thì tức là hạt có một cái xác suất xuất hiện bên này. Vậy psi liên quan đến cái mật độ xác suất. Thì trước khi chúng ta giải chúng ta phải xác định nếu như hạt từ bên này xuất hiện sang bên này vì một lý do gì đó thì cái năng lượng lúc nào ở bên này so với lúc nào ở bên này là bên nào lớn hơn. Các bạn phải xác định ngay từ đầu, nếu mà hạt có khả năng xuất hiện bên này thì khi nó ở bên này và khi nó ở bên này thì năng lượng bên nào lớn hơn, bên trái lớn hơn hay bên phải lớn hơn hay là bằng nhau, ai biết, ai đoán được, ai đoán được? Lặp lại câu hỏi, nếu như năng lượng của hạt bên này là E và vì một lý do gì đó hạt có thể xuất hiện bên này thì khi nó xuất hiện bên này năng lượng của hạt lớn hơn hay nhỏ hơn so với E khi nó chưa qua được? Em nghĩ là nhỏ hơn. Hầu hết các bạn bằng cái trực giác cổ điển thì các bạn cho rằng sang đây là nhỏ hơn, nhưng bây giờ tôi nói các bạn nó không thể nhỏ hơn. Tôi xét cái trạng thái bên này và nếu nó sang bên này thì tôi xét cái trạng thái bên này cùng một hạt á, khi nó ở bên này và khi nó ở bên này thì nó bảo toàn năng lượng, cho biết rằng năng lượng của hạt là không đổi. Các bạn nói đổi thì mất đi đâu, năng lượng đã mất đi đâu? Giờ nó vượt cái thường nó đâu có vượt qua được tường theo cái kiểu nhảy qua tường đó. Mà kể cả như các bạn đã chạy ở đứng bên này và các bạn nhảy qua tường sang bên này thì các bạn đã sang bên này rồi thì năng lượng các bạn thế nào? Xét thời điểm này, xét thời điểm này, trong lúc nhảy như thế này, nếu nó nhảy được thật hoặc lúc nó đi xuyên qua đây thật, nó không có mất mát năng lượng đi đâu hết, đúng không? Nó đâu mất mát năng lượng đi đâu đâu. Vậy thì lý do gì mà năng lượng nó bị giảm? Không có giảm nha. Nếu mà hạt sang được bên này thì điện thoại bảo toàn năng lượng cho biết là năng lượng của hạt bên này nó sẽ bằng trước khi nó xuyên đâu. Đừng như nói nó là một trong những cái mà nó đi ngược lại cái trực giác các bạn. Thì bây giờ tôi viết nha, tôi viết cái phương trình Schrödinger cho bên phải thì nó giống như bài toán trong huống thế thôi, u bằng không nó dẫn được cái phương trình giao được điều hòa. Tôi viết phương trình cho bên, xin lỗi, bên trái trước thôi, bên trái hàm psi 1. Nó giống như bài toán huống thế này. Tôi viết phương trình cho bên phải nó tương tự, nó tương tự. Ở đây tôi dùng chung với K1, bởi vì K1 nó liên quan đến năng lượng nữa, hai cái này bằng nhau về năng lượng, dùng chung K1. Và cái phương trình nằm ở giữa này vì nó có e trừ u, nó có u cho nên phương trình của nó hơi 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 lào. Đúng chưa? Từ từ đó các bạn, cái chỗ này hiểu chưa nào? Đây là phương trình tổng quát có u, khi u bằng không thì chuyển mấy đổi dấu ra phương trình này thì bên trái như này, bên phải như này, còn giữa tường nếu tồn tại thì nó như này, nếu tồn tại như này. Tại vì cái hàm sóng nó trải khắp không gian mà, nó trải ở đây và nó trải ở đây và nó trải ở đây. Nếu nó có, nếu tôi chứng minh được trong này bằng không, trong này bằng không, tôi không bao giờ ở đây hết. Tôi thử xem nó có bằng không hay không. Thì cái phương trình dành cho hàm sóng bên trái là như vậy, hàm sóng bên phải là như vậy, còn hàm sóng ở giữa này là psi 2. Tôi giả thuyết như vậy. Và ba cái phương trình Schrödinger tôi viết cho ba cái vị trí khác nhau. Được chưa nào? Thì ở đây các bạn nghĩ nha, đây là
Psi 2 phẩy cộng omega bình Psi x 2 phẩy cộng omega bình. Còn cái này tôi chuyển hơi lạ, x 2 phẩy trừ omega bình x. Tại vì e bé anh u, e bé anh u, cho nên khi mà chuyển vé đổi dấu sang đây thì thành thành dấu dấu âm mất rồi, dấu âm mất rồi. Nên là tôi phải viết lại đầu, đổi cái dấu lại, đổi cái biểu thức lại để thêm cái dấu trừ phía trước. Từ từ nữa không? Mấy đứa? Cho nên cái phương trình trong này nè, nó hơi khác cái phương trình ở ngoài. Phương trình ở ngoài thì rất dễ tạo ra cái nghiệm sinh cốt hoặc là nhận cái nghiệm nghiệm số ảo hơn. Nhưng cái phương trình trong này nè, cái dạng nghiệm của nó sẽ khác. Phương trình thông thường cái dạng nghiệm nó sẽ khác. Thì đây, lần này tôi dùng số ảo nha, nãy tôi dùng sinh cốt rồi bây giờ dùng số ảo nha. Cái dạng nghiệm cho bên trái và dạng nghiệm cho bên phải thì nó tương tự nhau, y nhân k nhân x. Ở đây tôi đọc x trừ l, tại vì tôi có cái điểm bên l này, tôi gọi là x trừ l thôi, chả sao mà muốn này thì thay vì x thì dùng x trừ l, để tí nữa tôi thấy l ở đây nó gọn. Thì cái hàm bên trái hàm bên phải cái dạng nghiệm nó tương tự nhau, a một nhân với lại là e mũ y k một x cộng với b một nhân với e mũ trừ y k một x, và bên này là k một x trừ l trừ y k một, với ba cái những cái biên độ nó khác nhau nha, a một b một a hai trong tường là 2/2, ngoài tường là 3/3 này. Thì các bạn nhìn ở trong tường cái dạng nghiệm của nó phải như vậy. Tại vì sao biết không? Tại vì các bạn mang cái này các bạn đạo hàm vô, các bạn thế vô cái phương trình ở trong tường thì nó đúng. Đây là cái dạng nghiệm của phương trình vi phân đó, nó có dạng như vậy, không phải số ảo nha. Không có số ảo. Khi bạn mang cái này là bạn mang cái psi 2 này, các bạn đạo hàm đi, các bạn thấy được cái phương trình trong tường, các bạn sẽ thấy nó nghiệm đúng. Thì thôi, đúng vậy, trên dạng nghiệm của nó là như vậy. Thì bây giờ lưu ý ha, lưu ý một số yếu tố nè. Ở đây á, là mang dấu dương của cả một, tức là sóng này là sóng, cái phần thành phần này. Bên này tường nó có hai thành phần sóng, sóng từ vô cực tới và sóng từ đây phản xạ về. Thì cái thành phần này nè, là cái dấu của nó là ngược chiều của x, thì nó ứng với thành phần phản xạ về. Còn cái thành phần này nè, nó theo chiều dương của x, cho nên nó ứng với cái sóng tới. Nhớ nha, lưu ý cái này, rất là quan trọng. Cái này nó cũng vậy thôi, là sóng đi sang đây, và cái này là thành phần sóng phản xạ về. Cái này nó cũng vậy thôi, nó là sóng đi từ đây theo chiều dương của x là đi ra vô cùng. Còn cái này là ứng với từ vô cùng trở về, từ vô cùng phản xạ về. Mà từ vô cùng phản xạ về coi như bằng không, bởi vì không có cái vô cùng đó. Cho nên ngay từ đầu cái phương trình đối với nghiệm bên phải là chúng ta có thể bỏ bê ba, cho bê ba bằng không, cái thành phần nó phải bằng không, bởi vì nó ứng với sóng phản xạ từ vô cùng này. Nó đi theo chỉ ngược chiều dương trục x, còn cái đi theo chiều dương trục thì từ vô cùng phản xạ về thì đâu có cái vô cùng đâu, mà chỉ có cái thứ gọi là vô cùng. Cho nên là bê ba này ngay từ đầu các bạn giải và cho nó bằng không luôn, cho nó gọn. Còn cái này phản xạ về là có nha, từ đây đến là sóng tới thì phải có rồi, phải có sóng tới nha, và có cái sóng phản xạ về, cả hai cái này đều tồn tại hết. Nhưng mà riêng cái thằng từ vô cùng phản xạ về đây bên phải tường là bằng không, ngay từ đầu các bạn giải bên ba bằng không. Vậy bạn nhìn á, nôm na nè, nếu như tồn tại A3, nếu tồn tại A2, nếu tồn tại B2, nếu tồn tại ha, bạn nhìn từ đây đến đây thì nó tương đương với một cái sóng tới với biên độ A1, và ra khỏi tường thì biên độ của nó là A2, chứ là A3, ra khỏi tường đi về vô cùng là A3, bên phải tường. Cho nên có phải chăng chính là giống như cái năng lượng, các bạn nhớ không? Các bạn có dao động điều hòa, năng lượng của sóng thì nó 1/2 m omega bình phương A bình phương. Thì cái năng lượng của sóng tới này nè, nó tỷ lệ với bình phương của A1. Năng lượng sóng đi này nè, nó tỷ lệ với bình phương của A3. Cho nên nếu về thì ở đây là cái năng lượng, gọi là năng lượng mà nó là cái xác suất, cái mật độ xác suất. Cái mật độ xác suất tìm thấy hạt khi nó đi tới đây là A1, còn tìm thấy hạt khi nó từ đây đi ra ứng với là A3 bình phương, A1 bình phương. Cho nên cái hệ số chuyển qua là sao? Xác suất tìm thấy hạt bên này chuyển qua bên này thì nó chính là bằng bình phương của tỷ lệ bình phương của hạt biên độ A3 với A1. Thì nói nôm na là vậy thôi. Năng lượng sóng đi tới, năng lượng sóng chuyển qua, gọi là chúng ta liên kết với sóng cơ ha. Thì là năng lượng sóng đi tới là liên quan đến bình phương biên độ, năng lượng sóng truyền qua liên quan đến bình phương biên độ truyền qua,
lấy hai cái năng lượng chia nhau thì đó chính là cái lượng truyền qua, cái lượng truyền qua, à, tức là cái hệ số xuyên qua xuyên tử, giống như cái tấm kính ánh sáng truyền qua, đi vào đây là một rung, đi ra đây được nửa rung, một nửa rung đổi lại, thì cái nửa rung này mà chia cho một rung đó chính là 50% truyền qua. Còn hệ số phản xạ, hệ số phản xạ nói rồi, đến đây là A1, phản xạ về ứng với B1, cho nên hệ số phản xạ chính là B1 bình phương chia A1 bình phương. Và nếu như không có sự mất mát năng lượng thì hai cái con số này cộng lại là 100%. Sóng tới truyền qua bao nhiêu, trừ bao nhiêu thì đổi về. Nó có một số cái mối liên hệ ở đây, các bạn sẽ phải ứng dụng nó vào trong cái bài giải. Đến chỗ này qua có thắc mắc gì nữa? Đến chỗ này qua có thắc mắc gì? Cái slide này. Thắc mắc phải hỏi nha, trả lời cho nó xong đi chứ để càng lâu càng tối. Có ai có thắc mắc gì không? Các bạn. Hai cái slide vừa rồi có ai có thắc mắc gì không? Hello. Thầy ơi. Ơi. Cái này cái hệ số chuyển qua hệ số phản xạ nó có liên quan gì tới cái điện trở xét về cái mặt điện trong cái điện điện electron? Ừ. Cái này nó đâu phải là bài toán dẫn điện, cái này là bài toán tồn tại dạng xác suất tìm thấy hạt trong một cái tường thế mà. Nó đâu có liên quan trực tiếp đến cái tính chất dẫn điện của vật liệu này. Nó không có trực tiếp liên quan đến cái trường hợp đó. Còn nếu ví dụ em hỏi liên quan đến cái điện trở trong cái chip thì mà electron bị tồn tại giữa những cái vách tường trong cái con chip silicon tạo thành, cái đó nó phức tạp hơn vấn đề này. Nhưng mà các em hỏi là có nó liên quan trực tiếp đến cái khái niệm điện trở của vật liệu không thì không, không nói được. Tại vì điện trở thì nó đến từ sự va đập và tán xạ electron dẫn trên các cái nút mạng tinh thể như hạt ảo phonon đó. Là cái mô hình bài toán nó khác cái này. Nó khác cái này nha. Có ai có thắc mắc gì nữa không nào? Hello. Hai cái slide vừa rồi có ai thắc mắc gì không? Choáng à, vẫn chưa tỉnh à. Cái vấn đề căng thẳng nhất là các bạn không biết, các bạn đã không biết cái gì, các bạn đã không biết là các bạn đã không hiểu cái điều gì, đúng không? Đúng không? Cái logic ở chỗ này là không phải là các bạn không muốn hỏi, mà là các bạn đang không hiểu, là các bạn đang không hiểu điều gì để mà hỏi. Cái này thì nó là thực tế thôi. Khi mà chúng ta học về những bài toán đầu tiên về xuyên hồng, nó chính là mình nhắc lại một lần nữa nha. Thầy giả thuyết cái hạt của thầy nó tồn tại, đang tồn tại ở đâu đó bên trái tường. Tường này là một bờ tường có cái mức thế cao hơn, thế cao hơn năng lượng của hạt. Thì nếu theo vật lý cổ điển đó, thì sẽ không bao giờ có một cái xác suất nào tôi tìm thấy hạt ở bên này. Còn trong vật lý lượng tử thì tôi không chắc. Cái thứ nó gọi là lý bất định, không chắc. Cho nên tôi giả thuyết rằng có thể hạt sang được bên này. Có thể. Thì nếu mà hạt tồn tại bên này thì nó ứng với một hàm sóng xác suất tìm thấy hạt. Nếu nó tồn tại bên này thì nó ứng với một hàm sóng xác suất tìm thấy hạt bên này. Và như thế thì nó tương đương với việc là có một hàm sóng xác suất tìm thấy hạt ở giữa và tường. Nó nôm na là như vậy. Thì lưu ý nè, nếu hạt ở bên này và rồi nó xuất hiện bên này thì năng lượng của nó phải được bảo toàn. Nó không mất đi đâu hết. Trong bài toán thì không mất năng lượng. Vậy bây giờ nè, nếu vậy thì tôi giải thử phương trình. Logic của tôi rất đơn giản thôi. Tôi giả thuyết là có thể tồn tại hạt bên này. Nếu hạt tồn tại bên này thì sẽ có một hàm psi 3 ứng với psi thứ 3, à, ứng với cái việc là tìm thấy hạt bên này. Nếu hạt bên này đang tồn tại thì nó sẽ ứng với một cái hàm psi 1. Và như vậy thì trong quá trình nó xuyên hầm thì trong cái không gian giữa cái bờ tường này thì nó có thể có một hàm psi 2 để tìm thấy nó ở trong này. Tôi giả thuyết như vậy. Tôi chia không gian thành 3 vùng.
thì cái phương trình Schrödinger cho hàm là C1 đó, ở bên trái là tôi viết như vậy. Đây là cái vùng mà có thế năng mà không, thì phương trình nó giống y như bài toán trong hữu thế. Bên này á, tôi cũng viết được một phương trình Schrödinger tương tự với cái thế năng mà không, y chang luôn. Đó. Lưu ý là năng lượng hai bên nó bằng nhau, cho nên cái giả thuyết về số ca, số sóng đó, nó bằng nhau. Và nó muốn đi từ đây sang đây thì nó phải phải đi qua cái vùng không gian giữa bờ tường. Tôi giả thuyết rằng năng lượng giữa bờ tường nó có một hàm sóng Psi 2, và nếu tôi viết cho cái Psi 2 á, thì cái ở giữa bờ tường này nó có U, nó có U, mà U lớn hơn E nha, cái hiệu này đang âm, hiệu này đang âm, chuyển với độ dấu từ bên này sang, thì tôi đổi là U trừ E, tôi lấy dấu âm ra ngoài, thì cái phương trình bên này á, thì nó ứng với phương trình dao động điều hòa, cái phương trình ở ngoài bên phải nó cũng ứng với phương trình dao động điều hòa, mà cái phương trình ở giữa, thì khi tôi đổi dấu như vậy rồi, tôi phát hiện ra là nó không phải là x2 phẩy cộng omega bình x, mà là x2 phẩy trừ omega bình x. Phương trình nó không giống phương trình trên dưới này do cái dấu trừ ấy. Cho nên cái dạng nghiệm trong này nó không phải là dạng nghiệm sin cos, mà không phải là dạng nghiệm mô tả theo số ảo, số thật. Thì cái bên trái cái dạng nghiệm của nó bây giờ tôi viết lại với dạng số phức để tôi làm cho nó gọn thôi, chứ viết sin cos cũng được, viết y như cái kia cũng được. Tôi viết dạng số phức tôi viết cho đơn giản để tôi tính sau đó đơn giản. Bên phải thì cũng có cái dạng nghiệm tương tự. Có điều x ở đây là đến không, tôi biết là x cộng với này, x bắt đầu từ n, tôi biết là x trừ n. Thực ra khi giải thì các bạn sẽ ra được các hệ số nó tương tự cũng gì đó. Tại vì n là hằng số mà. Các bạn biết được x á, thì tôi nhân y k1 với n, tôi đẩy ra ngoài để với a thì thành hằng số mới. Tôi viết như vậy để tính tôi thế số cho nó gọn. Ở giữa này á, với cái phương trình mà người ta có như này, cái phương trình này, thì cái dạng nghiệm trong cái phương trình bi phân á, thì chúng ta giải phương trình bi phân đó có cái dạng nghiệm này. Thì các bạn lấy cái biểu thức này là các bạn đạo hàm, các bạn thế cho cái phương trình số 2 ấy, thấy nó đúng vậy thôi. Thì tôi lý luận một tí nha, đây là thành phần mà sóng đi theo trục x chiều dương bên trái, còn đây là thành phần đi theo ngược chiều dương, sóng đi tới, sóng phản xạ về, đúng chưa? Thành phần thứ ba này cũng vậy, này đi theo chiều dương trục x và từ đây chạy ra, còn đây là phản xạ từ vô cùng về, ngược chiều dương trục x, tức là sóng phản xạ từ vô cùng vậy, vô cùng thì không có, cho nên ngay từ đầu tôi quất B3 bằng không được luôn, tôi không nhất thiết phải biết các bạn. Còn đây cũng vậy, sóng ở giữa bờ tường thì nó rồi một cách tới đây luôn. Thì hệ số truyền qua được định nghĩa là tương đương với xác suất tìm cái hạt bên này chia cho xác suất tìm cái hạt bên này sóng tới ứng với trường hợp tới, đó là A3 là đi ra, sóng tới là A1. Còn xác suất tìm thấy hạt trên cái đường trở về so với xác suất tìm thấy hạt trên cái đường đi tới thì nó là B1 là trở về B1 thì nó là A1 là trở về, thì nói nôm na là như vậy, được chưa? Nên là B3 của tôi cho bằng không, đặc trưng cho sóng truyền về từ vô cùng cho bằng không. Thì đến đây rồi chúng ta có ba cái hạt, ba cái hạt như này. Thì chúng ta xét thôi điều kiện liên tục, điều kiện chuẩn hóa, chuẩn hóa là phải tích phân từ trừ vô cùng đến không của phi một phương để x này cộng với ơi bạn hỏi à? Cho em hỏi cái nếu mà vẫn tồn tại cái hàm sóng ở ở trong cái tường u á, vậy thì thầy có nhắc tới có tồn tại cái gọi là hệ số hấp thụ không thầy? Hệ số hấp thụ tức là nếu mà nó giữ lại năng, nó giữ lại cái xác suất ở hạt ở trong này thì mới hấp thụ, còn đây hạt mà nó đi qua cái khối này thì nó sẽ đi ra ngoài luôn, nó không ở lại trong này, nó không ở lại trong này. Tưởng tượng được không? Câu hỏi hay đó, nhưng mà hạt nó không ở lại trong cái tường. Tại vì sao nó không ở lại trong tường? Em biết tại sao nó không ở lại trong tường được không? Tại thế năng nó đang cao phải không? Đúng rồi, thế năng nó đang cao hơn năng lượng. Nếu hạt tồn lại ở trong tường thì động năng nó phải bé hơn không? Tại vì động năng cộng thế năng mới ra được năng lượng đúng không? Mà thế năng nó cao hơn năng lượng thì động năng phải là số âm. Động năng có thể là số âm được không? Dạ không. Cho nên hạt nó sẽ không ở lại trong tường, nó chỉ có phản xạ về và đi qua thôi. Câu hỏi hay đó hả? Câu hỏi hay đó hả? Được chưa nào mấy đứa? Thì bây giờ mình áp cái phương trình của... Vậy là mình không có xác định được là lúc nào là cái đi qua mà mình không có bắt không. Nó cũng tường không? Không. Không. Vì sao? Bởi vì đây là bài toán xác suất. Đây không phải là sóng, đây là sóng xác suất. Tưởng tượng đâu? Cái em đang tính ở đây là mật độ xác suất bình phương hàm sóng là mật độ xác suất. Cái em đang tính ở được ở đây chỉ là xác suất tìm hạt bên này so với xác suất tìm hạt bên này. Được chưa nào? Liệu.
em không có biết được khi nào nó qua. Giống như kiểu là nếu em mua một tờ vé số Vietlott và em mua 100 tờ vé số Vietlott thì xác suất trúng của em là cao hơn, nhưng khi nào trúng chưa chắc em mua 100 tờ trúng. Hiểu thầy không? Dạ. Tức là nếu em giải ra perceive là tồn tại, không có nghĩa là lúc nào em sẽ phát hiện được hạt bên đó, mà chỉ là em khẳng định rằng có một xác suất hạt ở quả bên đó. Vậy cho nên nếu em có thể khảo sát trong một khoảng thời gian đủ lâu hoặc số một số lượng hạt rất lớn thì có một xác suất là em sẽ nhìn thấy hạt bên đó, và đúng là thành xác suất đó tìm thấy thật. Giống như kiểu các bạn đã chạy xe trên đường, xác suất các bạn nhìn thấy một cái linzalit là không có cao đâu, nhưng mà nếu các bạn chạy đủ nhiều đủ lâu thì các bạn sẽ đến một ngày các bạn sẽ thấy được cái linzalit, tưởng tượng đâu. Và có thể các bạn chạy cả đời các bạn không nhận thấy được linzalit, nhưng mà nếu không phải là một mình bạn mà là hàng nghìn sinh viên bách khoa mỗi ngày đều đi học vậy thì kiểu gì trong số đó cũng sẽ có một ít người nhìn thấy linzalit. Hiểu chưa Hoàng Thành Nguyên? Thầy, cái hầm này là 2 chiều hay 1 chiều? Ý là nếu mà nó nhảy qua một lần rồi thì nó sẽ nhảy về lại lần nữa hay sao? Không. Cái bài toán này mình đã khảo sát được một theo cái chiều chiều x, chiều dương trục x rồi. Còn cả ở bên này có chạy sang bên này được không? Thì nếu mà ở bên này mà chạy sang bên này thì chúng ta phải xét cái sóng tới. Mà đi theo cái chiều này thì nó đâu có sóng tới đâu. Bởi vì sóng phản xạ từ vô cùng này chúng ta xét bằng không. Tưởng tượng được không? Nên chúng ta đang khảo sát cái hướng đi hướng này thôi. Và nếu không có một hạt bên này thì phải khảo sát cái hướng đi hướng này. Thì tương tự thôi. Tương tự đâu? Dạ, em hiểu. Chúng ta là khảo sát cái chiều hạt thì đi từ vô cùng đến đây. Được chưa nào? Được. Mấy đứa nó nghe giảng ở đây là nó đang nghĩ đến chuyện nó về nó lấy chồng. Mấy đứa đang nghĩ đến chuyện là bỏ việc, bỏ học ra ngoài. Lao vào đời kiếm sống. Được chưa nào? Hiểu chưa nào? Mấy đứa. Học cái này có giúp giàu không thầy? Học cái này thì chưa chắc em giàu. À, nhưng mà em không học cái này là em chắc chắn mất 3 triệu làm nghèo. Giống như kiểu là học giỏi có giúp chúng ta giàu hay không? À, đây, tiến sĩ này cũng coi như là đạt đến bằng cấp cũng cao cao rồi đó. Học giỏi có giúp chúng ta giàu không? Học giỏi thì chưa chắc giàu. À, nhưng mà không học thì xác suất các bạn nghèo là cao luôn. Bằng thế đức, học cái môn này có thể các em chắc không giàu. Nhưng nếu em không học cái này thì vật lý A1, A2 là 4 chỉ ứng với 3 triệu mấy. Thì chắc chắn là em mất 3 triệu mấy đã. Nhưng mà tôi không biết em có giàu hay không. Học cái nào để giàu? Tốt nghiệp trường nào để giàu? Các bạn biết tốt nghiệp trường nào để giàu không? À, các bạn phải tốt nghiệp thủ khoa, khoa đầu thai. Có như đứa sinh ra là phải chạy giật lùi về đích được. Chứ làm sao mà các bạn nói học cái gì để giàu? Tôi không biết học cái gì để giàu, học đâu. Các bạn đâu thấy tôi đấy. Nguyên tắc là các môn học trong đại học, các bạn sẽ đôi khi thắc mắc là cái môn này học có ích không? Đúng là có một số môn học trong đại học có thể nó sẽ không giúp cho cái chuyên môn các bạn. Ví dụ như có rất nhiều bạn sau khi học cái môn này thi qua rồi thì các bạn không đụng đến nó nữa. Không đụng đến nó nữa. Giống như tôi, thực ra tôi cũng đang nghiên cứu về cái luận tượng này khá là nhiều thời sinh viên, thời nghiên cứu sinh. Nhưng mà ra đời thì làm được nữa này ít lắm. Nhưng mà nói cho cùng, nó có hai thứ mà các bạn có thể học được ở các môn toán lý. Thứ nhất là logic. Logic nó giúp cho các bạn tổ chức được cái cách các bạn tư duy khi các bạn đối diện một vấn đề trong cuộc sống sau này. À, tất cả mọi vấn đề nó đều bắt đầu từ một cái định nghĩa nào đó. Và các bạn không cần phải học thuộc tất cả mọi thứ cho mọi vấn đề, bởi vì các bạn học thuộc không nổi. Đó là cái logic thứ nhất. Cái thứ hai mà khi các bạn học được về cái điều này để cho các bạn cái nền tảng. Cái nền tảng thì cả đời có thể các bạn trao dựng tới. Một đôi khi khi bạn cần đúng tới mà các bạn có sẵn thì các bạn có lợi thế hơn những người khác. Thì trong lúc học thì học càng nhiều thì các bạn xây một cái nền càng lớn. Khi xây một cái nền càng lớn thì các bạn có nhiều lựa chọn hơn sau này. Ví dụ các bạn học đại học, học thạc sĩ, học tiến sĩ thì đi dạy.
các bạn có nhiều kỹ năng hơn trong lúc học đại học, các bạn có nhiều kỹ năng hơn trong lúc học thạc sĩ. Các bạn học thêm lập trình, các bạn học thêm đồ họa, các bạn học thêm một chút về cách quản lý một dự án, các bạn học nhiều hơn người ta một tí. Các bạn có giàu không? Không, các bạn chưa chắc giàu, chưa chắc giàu hơn người ta, nhưng các bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn người ta. Ra đời đi làm, ví dụ ông sếp cà khịa, hay là thằng leader nó vớ vẩn, hoặc là con gái ông sếp tấn công đột nhập, mong cưới mình làm chồng, nhưng mình không có yêu cô ấy, mình yêu cái người yêu cũ của mình hơn. Nếu các bạn không có được một cái chuyên môn đủ cứng thì người ta sẽ sắp xếp cuộc đời các bạn. Các bạn sẽ không dám nghỉ việc, tại vì ở chỗ này lương đang ok, nghỉ việc ra ngoài không biết có kiếm được việc mới hay không. Các bạn không có cơ sở để các bạn chọn lựa. Và khi các bạn có cái nền tảng đủ cứng, các bạn có tiếng Anh tốt, các bạn có chuyên môn tốt, các bạn có thái độ tốt, các bạn có nhiều kỹ năng, thì bất cứ lúc nào các bạn cũng có quyền lựa chọn, chứ không có bị người ta sắp xếp cuộc đời. Đôi khi các bạn sẽ gặp cái khó khăn đối với gia đình, mày về đây, tao cho mày cái nhà, nhưng mày phải lấy con bé hàng xóm, bỏ con mèo cũ đi. Thì mình nghĩ nếu mà mình không có chuyên môn, không có thu nhập, làm lương tháng 20 triệu, lương tháng 10 triệu, đến ngày nào tháng nào cũng mua nổi cái nhà, thôi thì cứ nhắm mắt đôi chân. Con bé nó cũng cao 1m7, cũng xinh xắn mà, người yêu cũ của mình không đẹp được như nó, mình không yêu thương nó, nhưng mà thôi vì cái nhà cũng ráng, kiểu thế. Thì bởi vì các bạn không có lựa chọn, các bạn không biết khi nào các bạn mua nổi căn nhà nếu không phải là bố mẹ cho, và bố mẹ các bạn sẽ sắp xếp cuộc đời cho các bạn, xã hội nó sẽ sắp xếp cuộc đời cho các bạn. Và nếu mà các bạn tự tin chuyên môn của mình, ok, ngày hôm nay tôi không có cái nhà, nhưng mà rồi 5 năm, 10 năm nữa tôi cũng mua được cái nhà. Nên ông giám đốc ông bắt mình cưới con gái ông thì mình không cưới, như vậy. Mình không thích ông sếp nữa, nói hoài sếp không chịu nghe lời, chửi hoài sếp không nghe, nghỉ việc, xin công ty mới. Giới trẻ bây giờ là vậy, đúng không? Thời bọn tôi thì nghỉ việc là bởi vì bị người ta đuổi. Sau tôi một vài năm thì nghỉ việc là bởi vì chán. Sau tôi một vài năm nữa là cái lứa mà nghỉ việc vì sếp chửi. Còn cái lứa mà kiểu Gen Z bây giờ nghỉ việc vì sếp không nghe lời mình, nói hoài không nghe, chửi hoài sếp không nghe, nghỉ. Thì học đại học nó có nhiều cái giúp cho các bạn có nhiều cái lựa chọn hơn thì thôi. Học giỏi, học nhiều thứ, thì đến một lúc nào đó cái cuộc đời của bạn là của các bạn. Chứ còn học cái nào để giỏi, thầy thua được rồi. Thầy cũng biết học cái nào để giỏi. Học cái nào để giàu, thầy thua, biết học cái nào để giàu. Có những đứa nó, người ta cũng không học nhiều lắm, mà người ta cũng giàu hơn thầy. Thì thầy cũng nói là học giỏi nó sẽ giàu. Nhưng mà ở bất cứ một thời điểm nào trong cuộc đời, chúng ta cũng sẽ có cái tự do của chúng ta. Chúng ta có cái cách chúng ta sắp xếp cái cuộc đời của mình. Mặc dù có thể nó sẽ không bằng người ta, nhưng đó là cuộc đời của mình. Được chưa nào? Đến chỗ này ok chưa nào? Được. Nguyên tắc là các bạn có thể thi xong và các bạn quên luôn cái môn này. Học đại học là như vậy. Bạn Giang Minh, Phan Minh Giang hỏi anh học môn này xong đến lúc qua môn thì có thể xóa cái môn này ra khỏi đầu không? Nó giống như cách mà em nghĩ là em có thể quên được người yêu cũ. Không quên được đâu. Em chỉ cất nó vào đâu đó, em sẽ không nhớ về nó, nhưng mà đến một ngày nào đó, một tháng nào đó, tại vì nó đã trong đầu em rồi. Đến một ngày nào đó thì cái ký ức nó sẽ lại trồi lên thôi. Bảo rằng là đã học rồi và muốn quên nó đi thì giống như cách mà các bạn nghĩ là các bạn có thể quên được người yêu cũ, sẽ không quên được đâu. Nó chỉ là các bạn cố tình giấu nó vào một cái miệng ký ức đau khổ đó. Nhưng mà đầu tiên em phải qua được môn đó nha. Em chắc gì đã qua được môn. Khi em không qua được môn thì em không có quyền lãng quên đó. Hiểu chưa? Thực ra thì đại học nó có nhiều môn như vậy. Các bạn học một lúc nào đó các bạn sẽ học xong là các bạn quên nó luôn. Nó là thực tế, giống như thầy thôi à. Học đã qua rất là nhiều môn thời đại học, thạc sĩ với tiến sĩ rồi thì cũng có nhiều môn thì cũng không nhớ mấy nữa. Chính là những môn mình nhớ lại là những môn có thể không liên quan nhiều chuyên môn nữa. Nhưng mà học qua rồi thì cứ để nó ở đó. Nếu một ngày nào đó khi bạn cần mà lục lại nó cũng dễ nhớ. Nhưng mà tôi nếu mà tôi phải khuyên các bạn, nếu như là các bạn nghĩ là cái lời khuyên nó hợp lý thì các bạn nên hiểu về mặt lý luận tự kỹ một tí.
Vì sao biết không? Theo đánh giá của tôi thì có lẽ khoảng 10 đến 20 năm nữa thì cái máy tính lượng tử nó sẽ xâm nhập vào thị trường. Đến lúc đó có thể các bạn không cần phải hiểu tại sao lại có cái đó, nhưng mà nếu các bạn hiểu được một chút thì có nhiều cách để tiếp cận những kiến thức mới nữa. Tôi nghĩ là sẽ đến một lúc nào đó cái máy tính lượng tử sẽ xuất hiện thị trường, và đến lúc đó nó sẽ thay đổi hoàn toàn tất cả các lối tư duy của bạn hiện nay. Được đây nè, đi tiếp nha. Thấy được. Đi tiếp nha. Thì đây, sau khi chúng ta có ba cái dạng thức của phương trình Schrödinger và chúng ta có ba cái dạng nghiệm mà chúng ta ước lượng thì chúng ta tính thôi, tính liên tục tại ô. Và C tại ô là Psi 1, Psi 2, bên trái ô là Psi 1, bên phải ô là Psi 2. Thì hai cái này phải bằng nhau. Liên tục tại L thì có Psi 2 và Psi 3. Thì chúng ta giải ra được cái như thế này. Rồi chúng ta xét cho liên tục đạo hàm bậc nhất. Cái này tự nhiên có cái chữ này bị dư cái dòng này. Liên tục đạo hàm bậc nhất tại ô thì nó có cái điều kiện liên tục bậc đạo hàm hơn, thì chúng ta cũng sẽ ra được một phương trình thế này. Liên tục đạo hàm bậc nhất tại L như thế này. Xong chúng ta có một cái phương trình nữa, phương trình chuẩn. Điều kiện chuẩn là chúng ta tích phân Psi 1 bình phương từ từ vô cùng đến không cộng với Psi 2 bình phương từ không đến L cộng với Psi 3 bình phương từ từ L đến vô cùng hay bằng 1. Nhân để thế này. Thì giải một hồi nó sẽ giải được A1, A2, A3. Thầy cũng không biết cái này vào đây bởi vì nó cũng hơi dài các bạn. Nếu mà tôi sợ là đến đây rồi, đến đây rồi mà nó bắt đầu đuối đuối rồi, thôi đến chỗ này thì cái cách giải của nó là như vậy. Nếu mà ai có cái hứng thú thì về nhà giải thử dựa trên những cái cơ sở của phương trình này cộng thêm một phương trình chuẩn nữa, cái điều kiện chuẩn thì các bạn giải được A1, A2, A3. Và khi các bạn giải được A1, A2, A3, B1, B2, B3 bằng 0 nữa, thì các bạn nhớ hay giúp tôi nhớ cái biểu thức của A3 và A1 giúp tôi. Bạn đưa vào đây, các bạn tính giúp tôi xem cái hệ số chuyển qua này nó như thế nào. Nếu nó bằng 0, tức là A3 bằng 0 thì hết phim, tức là hạt không tồn tại bên kia, bên này được. Và nếu nó không bằng 0 hoặc là A3 các bạn tính được thì đây, thực ra đây chính là cái kết quả của cái hệ số chuyển qua khi chúng ta đã tính xong A1, A2, A3, B1, B2. Thì đây là hệ số chuyển qua. Thì chúng ta sẽ biện luận trên cái biểu thức này một chút. Hệ số chuyển qua này, đó là một hàm E lũy thừa của trừ 2A, 2L, 2A, L, A này là L, 2L chứ hả? Sin 2M nhân với 0 trừ E lấy cạnh. Thì biện luận một chút nha. Các bạn biết H nó nhỏ đến mức nào rồi không? Biết H nó nhỏ mức nào? H nó làm như mẫu. Thì lật ngược lên 10 mũ trừ 34, lật ngược lên thành 10 lũy thừa cộng 34, thêm biểu trừ thì lại quay một lần nữa về 10 mũ trừ 34. Con số này rất là nhỏ, con số trừ 1 trên h này. trong cái exponent này, trong cái e lũy thừa này, nó rất là nhỏ. Cái chỗ này là ứng với trừ 34. Nếu đây là nguyên tử, tại vì chúng ta muốn tìm cái hệ số chuyển qua, nó càng lớn thì chuyển qua càng dễ, thì nó lớn khi nào? Cái này là hằng số này. Trừ 1 trên h là bằng số, số rất là nhỏ. Nó lớn khi cái thằng này, 2a này, a này, tức là l, nó nhỏ. Cái bờ tử này, cái này nó nhỏ, thì đây sẽ là một số âm nhỏ. Như âm 0,1, so với âm 10 thì âm 0,1, nó nhỏ hơn, nó là một số, số ứng với e lũy thừa nó sẽ lớn hơn. A càng nhỏ thì d càng lớn. M càng nhỏ thì D càng lớn. Hiệu này càng nhỏ thì D càng lớn. Hay nói đúng hơn là cái hệ số chuyển qua này nó sẽ tăng lên nếu như tường hẹp, khối lượng hạt nhỏ và chênh lệch năng lượng giữa U và E là nhỏ. U không đây là U nhỏ. Ví dụ thầy có bao giờ xuyên tường được? Không, mất cửa luôn. Thầy khối lượng của thầy là khoảng 10 lũy thừa 1 ký. Đúng không?
10 lũy trừ 34 lật lên thành 10 34, thêm dấu trừ thành 10 lũy trừ 34 lần nữa. Bạn thấy này. Nhân vô xem, tính xem. Cái D này nó ứng với E lũy thừa của trừ 10 lũy thừa 34. E lũy thừa của trừ 10 lũy thừa 34 là con số như thế nào? Là con số khủng khiếp luôn. Sấp xỉ bằng không. Nó tiến về cực kỳ gần cho bằng không. Cho nên cái xác suất để thầy có thể suy thầm cửa. Vậy thì chúng ta cần một cái hạt rất là nhỏ có thể suy thầm được. Electron là hạt có khối lượng 11 trừ 31. Rất phù hợp với câu chuyện này. Đúng chưa? Thứ hai nữa là cái bờ tường phải đủ mỏng. Mà trước có nói trong cái bài giảng về bức phóng xạ nhé. Carbon 12 là tất cả những hạt ở dưới này. Carbon 14 có một vài hạt chỗ này. Nếu mà hạt ở năng lượng cao, thì cái hố của chúng ta, hố này có hai cái thành mỏng, thành này nó mỏng bát lên trên. Thì cái hạt carbon ứng với carbon 14 là có một số hạt nó trong proton ở trên này. Thì cái bề dày của tường ứng với cái chỗ này là nó nhỏ hơn dưới này rất là nhiều. Chênh lệch năng lượng nó rất là nhỏ so với hạt dưới này. Khối lượng thì giống nhau. Cho nên ở trên này cái xác suất để nó nhảy sang bên này là lớn hơn nhiều lần so với từ bên này nhảy sang bên này. Cho nên carbon 14 các bạn thấy được nó phóng xạ. Tức là có một xác suất để hạt proton ở trong nhảy ra. Nhưng mà carbon 12 thì các bạn chờ cả đời nó cũng không có phóng xạ. Tại vì sao? Bởi vì xác suất phóng xạ này ứng với thằng trên này là ứng với 10 hạt năm. Thì tương quan với xác suất phóng xuyên hầm của thằng dưới này là nếu nhân với 10.000 năm thì nó ra đến tỷ năm, có khi nó lớn hơn tuổi vũ trụ, tưởng tượng không? Cho nên khi mà chúng ta có cái kết quả này, cái sự biện luận cho cái việc xuyên hầm, các bạn thấy nó phụ thuộc cái gì? Tường phải mỏng, a phải nhỏ, khối lượng hạt phải nhỏ, chênh lệch năng lượng phải nhỏ, hay nói đúng hơn, nếu nói về khối lượng, các bạn chỉ có thể thấy được hiện tượng xuyên hầm với những vi hạt. Các bạn không thể thấy được thầy Hiếu xuyên hầm một cửa. Thầy Hiếu mà lao mình đập vào bờ tường là chỉ có đưa thầy Hiếu đi cấp cứu, còn không có chuyện mà thầy Hiếu lại đột nhiên xuất hiện bên kia bờ tường, chuyện đó không có. Thì do đó cho nên là khi chúng ta giải ra cái phương trình này thật thì là đấy. Cái hiện tượng xuyên hầm là nó có thật, tại vì có được cái xác suất nhìn thấy hạt xuyên qua, có được cái hệ số của truyền qua. Nhưng mà cái khối lượng của hạt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái xác suất tìm thấy hạt bên kia bờ tường. Xác suất tìm thấy hạt nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái khối lượng, bởi cái chênh lệch hiệu năng lượng giữa bề cao tường và năng lượng của hạt, bởi bề dày của tường. Thì nếu như cái tường nó là cái tường như thế này, trong cái diễn thế vô hạn, quay lại bài diễn thế vô hạn, nếu bên này là tường vô hạn, bên này là tường vô hạn, thì hệ số truyền qua là bằng không. Cho nên hạt không tồn tại ở chỗ này được. Đấy là cái ví dụ. Tưởng tượng được không? Đúng không? Tưởng tượng được không? Khi giải được một đoạn là phải dừng lại một tí cho bạn thở luôn. Hít thở sâu. Tìm về với sự tỉnh táo. Nếu bạn có thể hiểu được cái công thức của cái hệ số truyền qua thì đó cũng là một trong những thành công của cái bài giảng này rồi. Tất nhiên tôi không giải ra đến nơi đến chốn là A1 bằng bao nhiêu, B1 bằng bao nhiêu, A2 bằng bao nhiêu, B2 bằng bao nhiêu, A3 bằng bao nhiêu. Nhưng bạn có thể hiểu là nó giải được. Bạn có một cái phương trình, bạn có một phương trình, bạn có một phương trình, bạn có ba phương trình, bốn phương trình, thêm một phương trình là phương trình chính tác, phương trình chuẩn là năm phương trình, thì các bạn sẽ có năm phương trình với năm ẩn, à sáu ẩn. Là năm ảnh nhớ hay A1, A2, B1, B2, A1, B1, A2, B2, A3. Về nguyên tắc năm phương trình năm ảnh thì bạn giải được. Giải ra xong rồi thì các bạn thế công thức mà đây là hệ số truyền qua được bạn. Thì bạn sẽ có cái hệ số truyền qua thức của nó như thế. Và vì nó là hàm E lũy thừa cho nên nó sẽ bị rất nhạy cảm với các cái giá trị này. Nó rất nhạy cảm nhé. Về dạy tường tăng gấp đôi, câu chuyện nó rất là khác. Hiểu như là mấy đứa?
hiểu chưa nào? Cho nên có thắc mắc gì không? Mấy đứa? Nên có thắc mắc gì không? Chưa tỉnh à? Hay sao vậy? Im lặng nhé. Đuối mà. Mấy đứa? Sao mà có một sự lặng thinh đến mức cùng cực đến như thế này? Người đừng lặng im đến thế. Đuối. Đuối, 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 đuối đúng không? Thôi được. Chết xong chưa? Chết xong chưa để thầy nói một vài thứ cho các bạn đỡ đuối. Có một vài thứ ứng dụng của nó. Chết xong chưa? Rồi, bây giờ thầy nói một số cái ứng dụng nữa để các bạn thấy là cái vật lý lượng tử nó cũng không phải là cái xa rời lắm đâu. Chúng ta quay về cái bài toán hố trong trong tường trước nhỉ. Thì bạn thấy cái bài toán về hố lượng tử, tức là cái giếng này, giếng năng lượng này. Các bạn nhìn nè, cái công thức này là công thức của năng lượng, công thức tổng quát. Thì các bạn hiểu cái công thức này như thế nào mới quan trọng. Các bạn phải hiểu cái công thức này, nó không phải chỉ đơn giản là một công thức đơn giản như vậy đâu nha. Các bạn nhìn cái hiệu số giữa n bằng 1 và n bằng 2, tức là cái mức chênh lệch giữa hai mức năng lượng 2 và 1. Cái hiệu số năng lượng giữa hai mức 2 và 1. Các bạn nhìn. Nó phụ thuộc vào khối lượng của hạt là m. Nhưng mà thế nha, n bằng 2 n bằng 1 hai cái đó trừ nhau. Hai cái năng lượng E2 trừ E1. Thì các bạn thấy là ngoại trừ cái N2 bình trừ N1 bình, nó còn phụ thuộc cái gì nữa? Khối lượng của hạt. Nó còn phụ thuộc gì nữa? Về rộng tường, về rộng của giếng là L. Tức là nếu các bạn có hai cái giếng khác nhau, các bạn có hai giếng khác nhau với bề rộng khác nhau, thì các bạn phát hiện ra rằng là cái mức năng lượng giữa E2 và E1 của hai cái giếng đó hoàn toàn khác nhau, đúng không? E2 trừ E1 của giếng 1 và E2 trừ E1 của giếng 2 nó phụ thuộc vào cái L bình phương. Nếu các bạn xác định chung một hạt là electron, đồng ý không? Thì khi mà electron chuyển từ bước 2 về bước 1, khi electron chuyển từ bước 3 bước 2, khi electron chuyển từ bước 3 bước 1 thì cái chuyện gì nó xảy ra? Tức là nó phát ra photon ánh sáng, đúng không? Thì khi mà nó chuyển vậy, nó phát ra photon ánh sáng, thì cái năng lượng photon hay là bước sóng của photon hay màu sắc của photon, màu sắc của ánh sáng, nó phụ thuộc vào sự chênh lệch năng lượng. Cho nên giả sử trong tường nó chỉ có hai mức rồi, thì cái tường nó càng rộng, xin lỗi, trong giếng, sorry, cái giếng nó càng rộng thì cái hiệu E2 trừ E1 nó càng nhỏ, tại vì cái bề rộng tường nằm ở dưới, đúng không? Tức là cái giếng nó càng bự, thì nếu chỉ có hai mức năng lượng, nếu giếng nó hẹp, giả sử từ E2 trừ E1 phát ra ánh sáng xanh, cú sóng ngắn năng lượng cao, thì cái giếng nó bự ra, thì E2 trừ E1 nó phát ra cái năng lượng nhỏ hơn hồi nãy, thì nó ứng ví dụ ánh sáng đỏ này, còn tưởng tượng được. Mà cái giếng này hồi nãy tôi nói với các bạn rồi, một trong những cái hình thái đơn giản nhất của cái giếng chính là cái nguyên tử, hoặc chính là cái hạt lượng tử. Thì cách đây khoảng hơn 10 năm á, thị trường Việt Nam hay thị trường thế giới á, nó có một cái trend, nó có một cái trend đó là trend về năng lượng, xin lỗi, về công nghệ nano. Thì cái công nghệ nano bây giờ các bạn ít nghe lắm, ít nghe lắm, tại vì nó cũng bắt đầu kiểu đến cái giới hạn của nó rồi. Như ví dụ này, tôi nói các bạn, chắc các bạn cũng không có lạ lùng gì với cái thế hệ điện màn hình TV mới ha, QLED, OLED, gọi là màn hình chấm lượng tử. Thì ngày xưa một cái pixel trên cái màn hình thì nó ứng với việc là có làm từ vài loại vật liệu khác nhau, loại vật liệu thì tạo ra ánh sáng xanh, loại vật liệu tạo ra ánh sáng đỏ, và nó to lắm, cái chip chip LED đó, nó to lắm. Tuy nhiên á, nó có một cách để tạo ra cái sự bức xạ ánh sáng ở những bước sóng khác nhau, tức là pixel với màu khác nhau, mà không cần vật liệu khác nhau, vật liệu giống nhau cũng được. Người ta tạo ra những cái hạt lượng tử, những hạt nano với những đường kính khác nhau từ một vật liệu cũng được. Thì các bạn thấy là nếu như cái đường kính của hạt là nhỏ,
thì nó ứng với cái tường hẹp, thì cái chênh lệch E2 E1 nó lớn, nó có thể tạo ra cái bước sóng xanh cũng là cái vật liệu đó. Nhưng khi mà nó kích thước vài nanomet, tức là trong cái quy mô của nó chỉ có vài nguyên tử vài phân tử tồn tại thôi, thì nó phát ra cái ánh sáng có năng lượng lớn, bước sóng ngắn, xanh xanh. Và khi cái kích thước của đốm lượng tử đó nó bự ra, thì để chúng ta khảo sát hai mức năng lượng gần nhau nhất là 2 1 thôi, thì nó có thể phát ra sáng đó. Đâm ra cùng một loại vật liệu với những kích thước hạt khác nhau, người ta có thể tạo ra các cái bức xạ màu khác nhau. Và nếu người ta kết hợp một cái màu xanh, một cái màu xanh lá cây, một màu đỏ vào trong một pixel trên màn hình, thì các bạn có là một cái pixel hiển thị màu sắc. Có ba màu này trộn lại sẽ là một màu trắng, đúng không? Cho nên cái đối với cái màn hình của QLED OLED nhà bạn nào mà có, các bạn sẽ thấy đầu tiên cái pixel ảnh, pixel điểm ảnh nó rất là nhỏ. Đối với cái thế hệ màn hình LCD cách đây khoảng 4-5 năm thì bạn dán smart sát vào cái màn hình, các bạn thấy được từng cái pixel luôn. Nhưng mà đối với cái chấm màn hình chấm lượng tử, tại vì sao? Tại vì kích thước của từng hạt này nó rất nhỏ, nó chỉ có vài nanomet, mắt các bạn không thấy đâu. Đâm ra là các bạn sẽ thấy được các cái đốm màu thực ra nó rất là nhỏ, và cái việc tái tạo màu sắc nó đến từ cái kích thước của hạt chứ nó không phải đến từ vật liệu của hạt. Tất nhiên cái vật liệu được chọn cũng là vật liệu hợp lý rồi, nhưng mà nó không cần phải quá nhiều loại vật liệu. Các bạn tìm được một loại vật liệu và các bạn tạo ra cái kích thước hạt nó khác nhau trên một cái pixel, các bạn có ba kích thước khác nhau. Đây, một kích thước ứng màu xanh, một kích thước ứng màu xanh lá cây, một kích thước ứng với màu đỏ là ok. Thì cái đốm lượng tử các bạn sẽ phát ra nhiều nhiều cái gọi là gì đó, ánh sáng hơn, nhiều cái bước sóng hơn, và đến lúc đó thì các bạn sẽ có cái hiển thị màu sắc của tốt hơn. Thì cái lời giải nó bài toán hố lượng tử đó, rõ ràng một lời giải mà các bạn cảm thấy nó rất là xa vời, nếu như một số bạn học xong cái có thể bỏ luôn, xóa khỏi ký ức luôn thì không vấn đề gì cả. Nhưng mà cái ứng dụng của nó vào trong cái đời sống thật các bạn, nó có thật đấy. Nó đi vào đời sống thật sự rồi, chứ không phải là nó là những câu chuyện mà tính giả tưởng gì đó đâu. Thì đây chính là một trong những ứng dụng nổi tiếng nhất của cái bài toán hố lượng tử. Khi mà chúng ta có những cái hố lượng tử thì chúng ta nói nãy cái việc cái hố, thì quan sát trong hệ tọa độ cầu đi, thì cái electron mà tồn tại nó chỉ ở trong cái bán kính cộng trừ r, tức là cái bề rộng của hố là đường kính 2r. Thì bạn thấy nè, với những cái đường kính khác nhau, với những cái bán kính khác nhau, chúng ta có những cái hệ số chênh lệch mức năng lượng ở giữa hai cái mức năng lượng gần nhau nhất 1, 2 nó khác nhau hoàn toàn, và nó dẫn chúng ta đến cái năng lượng bức xạ nó sẽ khác nhau. Tất nhiên đi sâu vào thì phương trình nó phức tạp hơn, phương trình nó không phải nói khơi khơi giống như chúng ta đang nói này. Từ cái phương trình mà hố thế sang cái phương trình này là hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn nha. Hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn nha. Bởi vì ở đây nó cũng có nhiều cái hiệu ứng liên quan đến cái vật liệu khối nữa, chứ không phải chỉ vật liệu nano không. Cho nên cái bức sóng nó phát ra nó không phải chỉ đơn giản là tính toán một cái đường kính này đâu. Nếu bạn thấy cái đường kính mà thế vô, bạn sẽ thấy là nó không đúng đâu. Là bởi vì nó có những cái gần đúng, nó tồn tại khi chúng ta chế tạo ra cái nền màn hình này. Nhưng bản chất vấn đề đó chính là khi chúng ta tạo ra được những cái đường kính hạt khác nhau, thì mỗi một cái đường kính đó nó đang ứng với mình một cái bước sóng giữa hai mức năng lượng khác nhau, và nó tạo ra những màu sắc mà chúng ta đang hướng tới. Cho nên khi mà các bạn thấy rằng vật lý lượng tử nó xa rời, xa vời với các bạn quá, và cảm thấy là nó không có ứng dụng thực tế thì không đâu. Bởi vì ứng dụng thực tế của nó đi vào đời sống chỉ là điều các bạn không tiếp cận. Các bạn không có tiếp cận, không thấy. Tôi nghĩ trong vòng khoảng 10 năm nữa các bạn sẽ nhìn thấy cái ứng dụng của vật lý lượng tử trong cái máy tính lượng tử. Nó rất là rõ ràng. Và hôm nay thì các bạn chưa thấy. Nhưng rồi các bạn sẽ thấy. Chưa thấy. Và sẽ rất nhanh các bạn sẽ thấy rằng nó ước gì hồi đó. Hồi học trong cái lớp thầy Hiếu đừng có ngáp. Đừng có ngủ, đừng có mệt mỏi. Rồi có ai có thắc mắc gì không nè? Rồi ngày hôm nay thôi nha, không 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 vấn đáp rồi nha. Rồi các bạn đi sớm tí chứ thấy các bạn cũng căng thẳng lắm rồi. Vấn đáp chúng ta giờ vào tuần sau chúng ta sẽ làm một ít bài tập, sau chúng ta vấn đáp, là bài tập vấn đáp, vấn đáp. Đến đây thì cơ bản là những cái bài toán cơ bản của vật lý lượng tử là cũng giới thiệu các bạn sơ bộ rồi. Chứ chắc cũng không cần phải đi sâu hơn nữa đâu. Sau chúng ta làm bài tập minh họa về nó là được. Rồi có ai có thắc mắc gì không nè các bạn? Các bạn Dạ thầy, cho em hỏi cái có khi nào là lâu lâu mà máy tính của mình mà chạy nó bị sai đồ, có phải là do mấy cái hiệu ứng lượng tử này không thầy?
kiểu như là nó thực hiện hàng triệu phép tính mỗi giây nhiều quá, thì đâu đó có một cái phép tính gì đó nó bị lượng tử gì đó nó sai, nên nó gây ra cái lỗi sai, đúng không thầy? Về nguyên tắc thì không, thầy không trả lời được câu hỏi này, bởi vì nó nằm ngoài cái chuyên môn của thầy, cũng không có đoán được. Khoa học đó, nó có một số cái sau này các bạn phải chú ý một điều này. Khi các bạn không thuộc cái chuyên ngành đó thì các bạn khi nghe câu hỏi các bạn không nên trả lời. Có rất nhiều người cố trả lời, giống như ở Việt Nam mình hay có cái chương trình cái này hai mấy năm hay có chương trình mấy nhà bác học lên TV trả lời liên tục, là mấy người mà kiểu tiến sĩ về sinh học mà nói hết từ nông nghiệp trả lời sang đến văn hóa giáo dục khoa học kỹ thuật vật lý, không nên như vậy. Cái câu hỏi của em vừa hỏi thầy không không trả lời được, lý do là bởi vì nó không thuộc cái chuyên ngành của thầy nhé. Có một số cái nó sẽ gây ra cái sự ảnh hưởng đến hoạt động, nhưng mà thầy không không chắc là nó có phải do vấn đề của lượng tử hay không, trả lời như vậy thầy không dám nói. Cho nên là cái câu hỏi đó chắc nó nằm ngoài những kiến thức của thầy, nên thầy có thể đưa cho em một câu trả lời. Bởi vì thường các bạn khi nghe thầy trả lời các bạn lại tin là thầy hạt neutrino là hạt như thế nào, hạt neutrino xuất hiện ở trong cái phương trình nào, cái gì nhớ xuất hiện ở phản ứng nào, anh Lý. Alo anh Lý, khi em hỏi về hạt neutrino thì em có nhớ hạt neutrino đã xuất hiện ở đâu? Em chỉ nghe đến hả? Hạt neutrino nó xuất hiện ở trong cái bài toán về phóng xạ beta. Lần trước thầy có nói mấy đứa này, cái phóng xạ beta là một cái phóng xạ rất thú vị. Khi mà người ta nghiên cứu về phóng xạ beta thì người ta phát hiện ra rằng là các cái định luật bảo toàn về năng lượng thỏa mãn, điện tích thỏa mãn, nhưng mà lọt chọt ra cái phương trình bảo toàn động lượng không thỏa mãn. Giả sử chúng ta có một cái hạt nhân năng lượng nghiền, nó phóng xạ ra thì beta bằng được này, thì đáng lẽ bản thân hạt nhân phải bằng ngược lại để cái tổng động lượng bằng không, đúng không? Nhưng không, người ta phát hiện ra hạt beta và hạt nhân mẹ có thể phóng xạ theo hai, tức là bằng là theo hai hướng khác nhau, thì động lượng nó không được bảo toàn. Thì khi động lượng không được bảo toàn thì người ta có hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất, định luật bảo toàn động lượng không đúng nữa trong quy mô của phản ứng hạt nhân. Cái này có nhiều thứ đúng nha, ví dụ bạn được bảo toàn khối lượng nó không đúng nữa trong quy mô của phản ứng hạt nhân, đúng không? Thì người ta đưa ra một giả thuyết thứ nhất là định luật bảo toàn năng lượng, định luật bảo toàn động lượng không đúng nữa, tại vì người ta cố người ta tìm ra cái hạt thứ ba nếu có thì người ta tìm chưa ra. Thì giả thuyết thứ hai là giả thuyết là còn một hạt nữa mà mình không thấy nữa, tức là beta bằng cái hướng này, hạt nhân bằng cái hướng này, thì phải có một hạt nó bằng cái hướng này thì động lượng mới được bảo toàn, ba cái đó cộng lại bằng không. Thì người ta giả thuyết là có một hạt nữa nhưng người ta không tìm thấy hạt đó bằng cái phương pháp này, đưa từ trường định trường vào hạt nó không lệch, tức là nếu có thì hạt nó không có điện tích, đưa các cái màng trắng nào hạt nó cũng không gây ra cái vết gì cả rõ ràng cả, tại vì năng lượng của nó nhỏ. Người ta giả thuyết rằng có một hạt nữa nhưng người ta chưa tìm thấy thôi, chưa tìm thấy thôi. Thì bây giờ người ta kiểm chứng giả thuyết thứ nhất trước, thì là bảo toàn động lượng còn đúng nữa trong các phản ứng hạt nhân, thì mấy cái phản ứng kia nó đúng hết, alpha nó đúng, các phản ứng phân chia phân hạch nhiệt hạch thì nó đều đúng hết, xác suất cao là nó vẫn đúng được phản ứng beta. Beta nói cho cùng cũng là một cái phản ứng, nó không có gì đặc biệt hết. Thì phóng xạ beta cũng là một loại phóng xạ thôi, không gì đặc biệt. Vậy thì có lẽ là có một hạt được, và cái hạt đó có tính chất như nào xưa giờ mình không bắt được nó bằng điện trường hay từ trường, tức là nó không có điện, không có từ, thì cũng đúng, bởi vì phương trình bảo toàn điện tích đã đúng rồi mà, tức là cái hạt này sẽ không có điện, hạt này xuyên thấu rất mạnh, bởi vì trước giờ mình không có bắt được nó trong các điện detector khác, xuyên thấu cực kỳ mạnh. Và nếu mà chúng ta tạo ra một cái detector đủ nhạy ứng với cái ước lượng năng lượng mà nó có, thì cái detector này lại rất dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố xung quanh. Cho nên là sau đó thì người ta mới tạo ra một cái detector đủ nhạy như vậy, nhưng người ta không để nó trên mặt đất thì người ta bắt, mà người ta đưa nó xuống một cái không gian kín ở dưới một cái hầm sâu mấy mét. Tôi nhớ là cái câu chuyện này là như vậy, các bạn có thể kiểm chứng là cái câu chuyện này, tốt nhất là các bạn nên kiểm chứng. Thì là Nhật Bản, người ta tạo ra một cái phòng thí nghiệm ở dưới mặt đất khoảng 70 mét dưới mặt đất, người ta đưa cái
cái detector đó, rất là nhạy đó. Bây giờ người ta giam detector trong cuộc chân không ở cái hầm ngầm đó, nhưng mà làm sao biết được rằng, tức là nếu mà hạt bay qua thì nó sẽ tạo ra hạt mà chúng ta đang tìm kiếm, nếu nó bay qua thì nó sẽ tạo ra một cái vết trên cái detector. Nhưng làm sao chúng ta biết được cái vết đó là vết do hạt hạt đó gây ra và hạt khác gây ra, tụi nó lỡ đâu nhiều khi mấy thằng kỹ thuật viên hôi nách làm sao, mấy cái tế bào hôi nách nó văng ra nó làm đen sao? Tất nhiên là bỏng chân không là đùa thôi, nhưng ví dụ như là những hạt khác photon ánh sáng là sao đen. Thì bây giờ làm sao để người ta chứng minh được cái vết đen xuất hiện đó là do hạt lạ mà chúng ta đang tìm hiểu? Người ta giả thuyết về sự tồn tại cái hạt đó, người ta gọi tên nó neutrino, người ta giả thuyết về sự tồn tại của nó, và nếu nó tồn tại thì khi một cái ngôi sao nào đó sụp đổ thì nó sẽ phát ra ngoài alpha, beta, gamma thì nó phát ra luôn cái hạt đó. Thì hạt nó có động lực bao nhiêu mình tính được từ bài toán beta. Thì người ta ước lượng được tốc độ của hạt đó. Vậy thì người ta chỉ cần hướng cái miếng detector đó về một cái chùm sao mà sắp sụp đổ. Ngày đó, giờ đó, tháng đó các bạn quan sát thấy cái ngôi sao nó sụp đổ, tức là photon ánh sáng đến mắt các bạn rồi. Thì cái hạt neutrino bay chậm hơn photon ánh sáng, người ta tính được luôn là lúc mấy giờ, mấy phút, mấy giây nó sẽ đến trái đất. Và nếu đúng cái giờ đó, phút đó, giây đó, đột nhiên trên cái này xuất hiện một vài đốm đen, theo dự đoán đó, thì nó chính là neutrino. Thì người ta tìm thấy được. Cái thí nghiệm nó xác nhận là có những cái đốm đen xuất hiện đúng ngày đó, giờ đó, tháng đó, giây đó, ứng với cái neutrino giả định của chúng ta bay từ ngôi sao sụp đổ. Từ đó chúng ta mới có một cái kết luận về tồn tại một hạt nữa là hạt neutrino. Hạt đó bình thường nó xuyên qua cơ thể chúng ta một cách nhẹ nhàng, giống như ánh sáng xuyên qua nước, giống như cách mà người yêu cũ đi qua cuộc đời chúng ta, không để được dấu vết gì cả, chúng ta không cảm nhận được bất cứ điều gì cả. Cho nên bình thường chúng ta không cảm nhận được hạt, và chúng ta cũng không thấy hạt đó trong cái đời sống của chúng ta. Tuy nhiên là nó tồn tại thật, mấy ông vật lý thì không rảnh mà không nghĩ nữa. Nó tồn tại thật và người ta xác nhận được nó tồn tại trong một cái thí nghiệm của nó. Đó là cái câu trả lời dành cho bạn Ly ha. Tuy nhiên là rảnh rỗi thì các bạn có thể kiểm chứng lại câu chuyện đó nha. Bởi vì thầy đọc nó cũng đâu đó chắc phải mười mấy năm. Theo ký ức của thầy là vậy. Thầy đọc trong một cái bài báo Euro nào đó, trong cái hội nghị, thầy nhớ là mười mấy năm, nó khá ấn tượng với thầy từ thời đó. Thế là thầy giữ trong đầu thôi, nhưng mà lâu lắm rồi thầy cũng chưa kịp định lại bài báo. Thầy cũng không biết bài báo nằm ở đâu. Mà giống như việc mình đọc một câu chuyện nó trôi qua đầu mình, đây là ký ức. Các bạn nên kiểm định, kiểm chứng lại cái câu chuyện vừa rồi nha. Rồi. Còn ai có thắc mắc gì nữa không nè? Các bạn nào có thắc mắc gì về nội dung bài giảng ngày hôm nay nữa không? Làm sao người ta tính được mấy thí nghiệm phức tạp như vậy sẽ chính xác với thầy? Thì tôi mới nói các bạn đó, các bạn học vật lý ở phổ thông với đại cương, các bạn tưởng vật lý nó khó, cái vật lý của bạn nó chưa có gì gọi là khó, bởi cái thứ này nó không ra tiền tôi nhận. Thì giống như cái cách mà người ta đo được cái, các bạn đọc cái bài báo về cách người ta đo được cái sóng hấp dẫn nhá, người ta tạo ra cái giao thoa kế Mackensen, chiếu cái tia laser bay đi một cái gương cách đó mười mấy cây số và dội ngược về trên đúng con đường đó. Các bạn chiếu một tia laser mà nó đập vào gương rồi nó dội về đúng ở con đường các bạn chiếu tới, bạn nghĩ bao nhiêu trong nhà nó làm khó rồi. Còn cái thí nghiệm đó người ta tạo ra là trên cánh tay đỏ, trên cái đường đi mười mấy cây số. Vật lý hiện đại nó vậy đấy, vật lý hiện đại nó là cái kỳ quan của con người. Nói một cách gọi là nó vấm lên, so với 2000 năm trước thì loài người bây giờ có khác gì thần đâu. Chúng ta đang làm những điều mà 2000 năm trước người ta nói rằng chỉ có thần mới làm được, bay trên trời, thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ, biến mất và xuất hiện giống như cách người yêu cũ biến mất xuất hiện ở cuộc đời không để lại cái gì cả, kiểu như thế. Thì vật lý hiện đại nó vậy. Nên càng về sau này, ngày xưa thì triết học là khoa học của mọi khoa học, tức là khi đó vật lý, toán học, hóa học nó nằm dưới triết học. Nhưng đến ngày hôm nay thì không phải, triết học bây giờ nó không thể bao trùm được toán học, vật lý. Toán học bây giờ có rất nhiều điều trừu tượng, các bạn đọc về bộ đề, cái công trình của giáo sư gì đó Việt Nam mình mà đọc không hiểu nữa. Lý mà nó đi qua những cái rất là trừu tượng, nó không còn là cái môn học của chúng ta ta biết ngày xưa nữa đâu. Nó không còn là cái môn học nằm ở dưới triết học. Vật lý bây giờ có triết học của nó, toán học bây giờ cũng có triết học của nó. Rồi sao không có thắc mắc gì nữa nghỉ nha. Bây giờ chúng ta làm một bài tập minh họa về nó và chúng ta vẫn đáp sau nha. Bữa nay vẫn đáp chắc bạn đi luôn.
Được chưa? Mới đó. À, nghỉ nha. Bye bye. Dạ, em chào thầy. Bye. Dạ, em chào thầy ạ. Chào thầy. Bye bye. Dạ, em chào thầy.